Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 54, phẩm địa thế gian thứ 38, phần 2. Bà trả lời Pháp Thập Hạnh, Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 lực trì. Những gì là 10? Đó là Phật lực trì, Pháp lực trì, chúng sinh lực trì, nghiệp lực trì, hạnh lực trì, nguyện lực trì, cảnh giới lực trì, thời lực trì, thiện lực trì, trí lực trì, đó là 10. Nếu Bồ Tát an trụ Pháp này, thì nơi tất cả các pháp được lực trì từ tại vô thượng. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị Phật tử. Đại Bồ Tát có 10 lực trì. Những gì là 10? Đó là 1. Phật lực trì, 2. Pháp lực trì, 3. Chúng sinh lực trì, 4. Nghiệp lực trì, 5. Hạnh lực trì, 6. Nguyện lực trì, 7. Cảnh giới lực trì, 8. Thở lực trì, 9. Thiện lực trì, 10. Trí lực trì. Đó là 10 lực trì. Nếu Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì nơi tất cả các pháp được lực trì tự tại vô thượng. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp đại yên vui. Những gì là 10? Đó là các Bồ Tát phát tâm như vậy: hết thuở vị lai, hết thảy chư Phật xuất hiện ra đời, tôi sẽ đều được theo hầu hạ chư Phật, khiến cho Phật hoan hỷ. Suy tưởng như vậy, tâm đại yên vui. Lại nghĩ như vậy: các Như Lai đó xuất hiện ra đời, tôi sẽ đều dùng đồ cúng vô thượng, cung kính cúng dường. Tư duy như vậy, tâm đã yên vui. Lại nghĩ như vậy: tôi ở chỗ các đức Phật, khi cúng dường thì các Như Lai đó sẽ chỉ dạy pháp cho tôi. Tôi sẽ dùng tâm thâm sâu cung kính lắng nghe thọ trì như lời Phật nói mà tu hành. Nơi bậc Bồ Tát sẽ được đã sinh, hiện sinh, sẽ sinh. Tư duy như vậy, tâm đã yên vui. Lại nghĩ như vậy: tôi sẽ ở nơi bất khả thuyết kiếp hành Bồ Tát hạnh, thường được cùng tụ hội với tất cả chư Phật Bồ Tát. Tư duy như vậy, tâm đại yên vui. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp đại yên vui. Những gì là 10? Đó là 1. Tất cả Bồ Tát phát tâm như vậy: hết thuở vị lai, hết thảy chư Phật xuất hiện ra đời, tôi Bồ Tát tự gọi sẽ đều thường được theo chư Phật tu học, gần gũi chư Phật, hầu hạ chư Phật, khiến cho chư Phật sinh tâm đại hoan hỷ. Suy tư như vậy, tâm đại yên vui. Bồ Tát chỉ có yên vui, chẳng có sự ưu sầu, chẳng giống như phàm phu tục tử chúng ta, lúc nào cũng buồn rầu lo lắng chẳng vui. Khi hành Bồ Tát đạo, nghĩ như vậy nên rất yên vui. 2. Bồ Tát lại nghĩ như vậy: hết thảy chư Phật Như Lai khi xuất hiện ra đời, tôi sẽ đều dùng đồ cúng quý giá vô thượng, cung kính chư Phật, cúng dường chư Phật. Tư duy như vậy, tâm đạt yên vui. 3. Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi ở chỗ các đức Phật, khi cúng dường thì các Như Lai đó sẽ từ bi chỉ dạy pháp cho tôi. Tôi sẽ dùng tâm thâm sâu cung kính lắng nghe thọ trì. Tôi phải y theo lời Phật nói mà tu hành, tuyệt đối không thối chuyển Bồ Đề tâm, nhất định sinh bậc thập địa của Bồ Tát, hoặc đã sinh, hoặc đang sinh, hoặc sẽ sinh. Tư duy như vậy, tâm đại yên vui. 4. Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ ở nơi bất khả thuyết đại kiếp tu hành Bồ Tát hạnh, thường được cùng tụ hội với tất cả chư Phật Bồ Tát. Tư duy như vậy, tâm đã yên vui. Lại nghĩ như vậy: khi tôi ở trong quá khứ chưa phát tâm đại Bồ Đề vô thượng, có những sợ hãi như là sợ chẳng sống lâu, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ đọa vào đường ác, sợ oai đức của đại chúng. Một khi tự mình đã phát tâm thì thảy đều xa lìa, chẳng còn sợ hãi nữa, tất cả chúng ma và các ngoại đạo không thể phá hoại được. Tư duy như vậy, tâm đã yên vui. Lại nghĩ như vậy: tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu vô thượng Bồ Đề. Thành tựu Bồ Đề rồi, tôi sẽ ở chỗ vị Phật đó tu Bồ Tát hạnh, suốt đời dùng đại tiến tâm dâng lên cúng Phật, các phẩm vật cúng dường. Và sau khi Phật vào Niết Bàn rồi, đều xây vô lượng tháp cúng dường xá lợi và thọ trì giữ gìn hết thảy pháp của Phật để lại. Tư duy như vậy, tâm đại yên vui. 5. Bồ Tát lại nghĩ như vậy: khi tôi ở trong quá khứ chưa phát tâm đại Bồ Đề vô thượng, có 5 điều sợ hãi như là: A. Sợ chẳng được sống lâu, sợ chẳng được trường thọ sống lâu. B. Sợ tiếng xấu, tức là sợ có người phá hoại danh dự của mình. C. Sợ chết, sợ cái chết đến mình không còn sống lâu ở đời. D. Sợ đọa đường ác, sợ mình tương lai sẽ đọa vào 3 đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. E. Sợ oai đức của đại chúng, có tâm lý sợ khi ở trước đại chúng. Một khi tự mình đã phát đại Bồ Đề tâm rồi thì cảm thấy đều là giả, mình phải làm việc chân thật, buông bỏ hết những sự sợ hãi giả dối đó. Những sự sợ hãi đó thảy đều xa lìa, chẳng còn sợ hãi khiếp nhược nữa.
Tất cả chúng ma và các ngoại đạo không thể mê hoặc được mình, không thể phá hoại được mình. Tư duy như vậy rồi, tâm sinh đại yên vui. Giống Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu vô thượng Bồ Đề. Thành tựu Bồ Đề rồi, tôi sẽ ở tại đạo tràng của vị Phật đó tu Bồ Tát hạnh, suốt đời dùng đại tín tâm dâng lên cúng Phật, các phẩm Phật cúng dường. Và sau khi Phật vào Niết Bàn rồi, đều xây vô lượng tháp cúng dường xá lợi và thọ trì giữ gìn hết thảy pháp của Phật để lại. Tư duy như vậy, sinh tâm đại yên vui. Lại nghĩ như vậy, mười phương hết thảy tất cả thế giới tôi sẽ dùng trang nghiêm vô thượng để trang nghiêm, đều khiến cho đầy đủ các thứ kỳ diệu, bình đẳng, thanh tịnh. Lại dùng các thứ đại thần thông lực, trụ trì, chấn động, quang minh chiếu sáng khắp tất cả. Tư duy như vậy, tâm đại yên vui. Lại nghĩ như vậy, tôi sẽ dứt trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh, làm thanh tịnh dục lạc của tất cả chúng sinh, khai mở tâm ý của tất cả chúng sinh, diệt phiền não của tất cả chúng sinh, đóng cửa đường ác của tất cả chúng sinh, khai mở cửa đường lành cho tất cả chúng sinh, phá tan đen tối của tất cả chúng sinh, ban ánh sáng cho tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh lìa các ma nghiệp, khiến cho tất cả chúng sinh đến được nơi an ổn. Tư duy như vậy, tâm đại yên vui. 7. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, mười phương hết thảy tất cả thế giới, tôi phải dùng đồ trang nghiêm vô thượng để trang nghiêm, đều khiến cho đầy đủ các thứ đặc biệt tốt đẹp, bình đẳng, thanh tịnh. Lại dùng các thứ đại thần thông lực, trụ trì đại địa có 6 thứ chấn động, quang minh chiếu sáng khắp tất cả thế giới. Tư duy như vậy, sinh tâm đại yên vui. 8. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi sẽ dứt trừ nghi hoặc của tất cả chúng sinh, làm thanh tịnh dục lạc của tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh có dục lạc nặng thành nhẹ, có dục lạc nhẹ thì bớt đi, dục lạc ít thì hết sạch không còn nữa, khai mở tâm ý của tất cả chúng sinh đắc được trí huệ hết ngu si, diệt trừ phiền não của tất cả chúng sinh, hoặc giảm bớt tập khí mau bệnh, đóng cửa đường ác của tất cả chúng sinh, khai mở cửa đường lành cho tất cả chúng sinh, phá tan đen tối của tất cả chúng sinh, ban ánh sáng cho tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh lìa các ma nghiệp, tu hành đạo nghiệp thanh tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh đến được nơi an ổn. Tư duy như vậy, sinh tâm đại yên vui. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, chư Phật Như Lai như hoa yêu đàm rất khó gặp được, trong vô lượng kiếp chưa từng gặp một lần. Trong đại vị lai, khi tôi muốn thấy Như Lai thì sẽ được thấy. Chư Phật Như Lai thường không bỏ tôi, luôn ở chỗ tôi, khiến cho tôi được thấy, vì tôi mà nói pháp không dứt. Khi nghe pháp rồi, tâm ý thanh tịnh, xa lìa xiểm khúc, ngay thẳng không hư dối. Ở trong niệm niệm thường thấy chư Phật, tư duy như vậy, tâm đại yên vui. Lại nghĩ như vậy, trong đời vị lai tôi sẽ được thành Phật, dùng Phật thần lực trong tất cả thế giới, vì tất cả chúng sinh đều thị hiện thành đẳng chánh giác, thanh tịnh đại sư tử hống không sợ hãi. Dùng đại nguyện xưa đi khắp pháp giới, đánh chống pháp lớn, mưa đại pháp vũ, làm đại pháp thí. Trong vô lượng kiếp thường diễn nói chánh pháp, đại bi giữ gìn, thân miệng ý nghiệp, không có nhằm mỏi. Tư duy như vậy, tâm đại yên vui. 9. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, chư Phật Như Lai, như hoa yêu đàm, hoa linh đoàn, 3.000 năm mới nở một lần, rất khó có thể gặp được. Trong vô lượng kiếp không dễ gì gặp được Phật. Trong đời vị lai, khi tôi muốn thấy Như Lai thì sẽ được thấy. Chư Phật Như Lai thường không bỏ tôi, luôn cùng ở với tôi, khiến cho tôi thường được thấy Phật, vì tôi mà nói pháp không ngừng. Khi tôi nghe pháp rồi, tâm ý thanh tịnh, xa lìa hành vi xiềm khúc. Xiềm khúc tức là thấy người có tiền thì cúi đầu tỏ vẻ cung kính, khiến cho họ cảm động, nói những lời hay ý đẹp để tâng bốc. Lại xa lìa lời lẽ quanh co, chẳng nói lời ngay thẳng với tâm mình mà nói dối. Bồ Tát phải có tâm ngay thẳng, không có tâm giả dối. Ở trong niệm niệm thường thấy được mười phương ba đời tất cả chư Phật. Tư duy như vậy, sinh tâm đại yên vui. 10. Bồ Tát lại nghĩ như vậy, trong đời vị lai tôi phải thành Phật, dùng Phật thần lực trong tất cả thế giới, vì tất cả chúng sinh đều thể hiện pháp thân của tôi, thành đẳng chánh giác, tức cũng là thành Phật, thành tịnh đại sư tử hống không sợ hãi. Dùng đại nguyện xưa đi khắp pháp giới, đánh chống pháp lớn, mưa đại pháp vũ, làm đại pháp thí. Trong vô lượng kiếp, thường diễn chánh pháp, đại bi giữ gìn thất miệng ý nghiệp, khiến cho thanh tịnh không khi nào nhảm mỏi. Tư duy như vậy, sinh tâm đại yên vui. Phật tử, đó là mười pháp đại yên vui của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được trí huệ, đại yên vui, thành chánh giác vô thượng. Các vị Phật tử,
Đó là 10 pháp đại yên vui của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được trí huệ đại yên vui thành chánh giác vô thượng. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp vào sâu Phật pháp. Những gì là 10? Đó là vào tất cả thế giới đời quá khứ và tất cả thế giới đời vị lai, vào vô số thế giới đời hiện tại, thế giới hành, thế giới thuyết, thế giới thanh tịnh, vào tất cả thế giới đủ thứ tánh, vào tất cả chúng sinh đủ thứ nghiệp báo, vào tất cả Bồ Tát đủ thứ hạnh, biết tất cả chư Phật thứ lớp quá khứ, biết tất cả chư Phật thứ lớp vị lai, biết mười phương hư không pháp giới, tất cả cõi nước chư Phật, chúng hội thuyết pháp đều phục hiện tại. Biết pháp thế gian, pháp thanh văn, pháp độc giác, pháp Bồ Tát, pháp Như Lai, tùy biết các pháp đều không phân biệt mà nói đủ thứ pháp đều vào pháp giới mà không chỗ vào. Như theo pháp mà nói chẳng có sự chấp trước, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ vào được tánh đại trí huệ thâm sâu A Nậu Đà La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp vào sâu Phật pháp. Những gì là 10? Đó là 1. Vào tất cả thế giới đời quá khứ. 2. Vào tất cả thế giới đời vị lai. 3. Vào vô số thế giới đời hiện tại, thế giới hành, thế giới thuyết, thế giới thanh tịnh. 4. Vào tất cả thế giới đủ thứ tánh. 5. Vào tất cả chúng sinh đủ thứ nghiệp báo. 6. Vào tất cả Bồ Tát đủ thứ hạnh. 7. Biết tất cả chư Phật thứ lớp quá khứ thị hiện ra đời. 8. Biết tất cả chư Phật thứ lớp vị lai thị hiện ra đời. 9. Biết hiện tại mười phương hư không pháp giới. Hết thảy tất cả cõi nước chư Phật, chúng hội của tất cả chư Phật đều đang thuyết pháp, đều phục tất cả chúng sinh. 10. Biết hết thảy pháp thế gian, biết pháp thanh văn tu bốn diệu đế, khổ tập diệt đạo, biết pháp độc giác tu 12 pháp nhân duyên, vô minh hành thức, danh sắc lục nhập, xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử. Biết pháp Bồ Tát tu lục độ, bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ. Biết pháp Như Lai tức là trung đạo liễu nghĩa. Tùy biết các pháp đều không phân biệt mà lại nói đủ thứ pháp, đều vào pháp giới mà không chỗ vào, ra mà chẳng ra, y chiếu theo pháp để nói chẳng có mọi sự chấp trước. Đó là 10 pháp vào Phật pháp thâm sâu của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ vào được tánh đại trí huệ thâm sâu A Nậu Đà La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp y trì. Bồ Tát y trì để tu hành Bồ Tát hạnh. Những gì là 10? Đó là y trì cúng dường tất cả chư Phật để tu hành Bồ Tát hạnh, y trì điều phục tất cả chúng sinh để tu hành Bồ Tát hạnh, y trì gần gũi tất cả bạn lành để tu hành Bồ Tát hạnh, y trì tích tập tất cả căn lành để tu hành Bồ Tát hạnh, y trì nghiêm tịnh tất cả cõi Phật để tu hành Bồ Tát hạnh, y trì chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh để tu hành Bồ Tát hạnh, y trì vào sâu tất cả ba la mật để tu hành Bồ Tát hạnh, y trì đầy đủ tất cả Bồ Tát nguyện để tu hành Bồ Tát hạnh, y trì vô lượng Bồ Đề tâm để tu hành Bồ Tát hạnh, y trì tất cả Phật Bồ Đề để tu hành Bồ Tát hạnh. Đó là 10 pháp Bồ Tát y trì để tu hành Bồ Tát hạnh. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp y trì. Bồ Tát y trì pháp này để tu hành Bồ Tát hạnh. Những gì là 10? Đó là 1. Y trì cúng dường tất cả chư Phật để tu hành Bồ Tát hạnh. 2. Y trì điều phục tất cả chúng sinh để tu hành Bồ Tát hạnh. 3. Y trì gần gũi tất cả bạn lành để tu hành Bồ Tát hạnh. 4. Y trì tích tập tất cả căn lành để tu hành Bồ Tát hạnh. 5. Y trì nghiêm tịnh tất cả cõi Phật để tu hành Bồ Tát hạnh. 6. Y trì chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh để tu hành Bồ Tát hạnh. 7. Y trì vào sâu tất cả ba la mật để tu hành Bồ Tát hạnh. 8. Y trì đầy đủ tất cả Bồ Tát nguyện để tu hành Bồ Tát hạnh. 9. Y trì vô lượng Bồ Đề tâm để tu hành Bồ Tát hạnh. 10. Y trì tất cả Phật Bồ Đề để tu hành Bồ Tát hạnh. Đó là 10 pháp y trì của Bồ Tát. Bồ Tát y trì pháp này mà hành Bồ Tát hạnh mới đắc được tất cả Bồ Đề tâm viên mãn. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp phát tâm không sợ hãi. Những gì là 10? Đó là diệt trừ tất cả nghiệp chướng ngại mà phát tâm không sợ hãi. Khi Phật diệt độ rồi, hộ trì chánh pháp mà phát tâm không sợ hãi, hàng phục tất cả ma mà phát tâm không sợ hãi, chẳng tiếc thân mạng mà phát tâm không sợ hãi, phá tan tất cả ngoại đạo tà luận mà phát tâm không sợ hãi, khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ mà phát tâm không sợ hãi, khiến cho tất cả chúng hội thể đều hoan hỷ mà phát tâm không sợ hãi, điều phục tất cả trời rồng dạ xoa cản thát bà Atula,
Kalula Khẩn Na La Ma Hầu La Già mà phát tâm không sợ hãi. Lìa bậc nhị thừa vào pháp thấp sâu mà phát tâm không sợ hãi. Trong bất khả thuyết kiếp tu hành Bồ Tát hạnh, tâm không nhà mỏi mà phát tâm không sợ hãi, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ vô thượng, tâm không sợ hãi của Như Lai. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát có 10 pháp phát tâm không sợ hãi. Những gì là 10? Đó là: một, diệt trừ tất cả nghiệp chướng ngại mà phát tâm không sợ hãi. 2. Khi Phật diệt độ rồi hộ trì chánh pháp mà phát tâm không sợ hãi. 3. Hàng phục tất cả ma mà phát tâm không sợ hãi. 4. Chẳng tiếc thân mạng mà phát tâm không sợ hãi. 5. Phá tan tất cả ngoại đạo tà luận mà phát tâm không sợ hãi. 6. Khiến cho tất cả chúng sinh hoan hỷ mà phát tâm không sợ hãi. 7. Khiến cho tất cả chúng hội thảy đều hoan hỷ mà phát tâm không sợ hãi. 8. Điều phục tất cả trời rồng, dạ xoa, cản thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già mà phát tâm không sợ hãi. 9. Địa bậc nhị thừa vào pháp thâm sâu vì diệu hành Bồ Tát đạo mà phát tâm không sợ hãi. 10. Nơi bất khả thuyết kiếp tu hành Bồ Tát hạnh, tâm không nhà mỏi mà phát tâm không sợ hãi. Đó là 10 pháp phát tâm vô ngại của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại trí huệ vô thượng, tâm không sợ hãi của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát phát 10 thứ tâm không nghi hoặc. Đối với tất cả Phật pháp, tâm không nghi hoặc. Những gì làm 10? Đó là đại Bồ Tát phát tâm như vậy: tôi sẽ dùng bố thí nhiếp thọ tất cả chúng sinh, dùng giới nhẫn tinh tấn thiền định trí huệ từ bi hỷ xả nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi. Nếu sinh tâm nghi thì không có lý. Đó là phát tâm không nghi thứ nhất. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: vị lai chư Phật xuất hiện ra đời, tôi sẽ thừa sự cúng dường tất cả. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi. Nếu sinh tâm nghi thì không có lý. Đó là phát tâm không nghi thứ hai. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát nên phát 10 thứ tâm vô ngại. Đối với tất cả Phật pháp, tâm không nghi hoặc. Những gì là 10? Đó là: một, đại Bồ Tát phát tâm như vậy: tôi sẽ dùng bố thí nhiếp tất cả chúng sinh, dùng trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, lại dùng từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng để nhiếp thọ tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát Bồ Đề tâm. Khi Bồ Tát phát tâm này thì quyết định không nghi. Nếu sinh chút tâm nghi hoặc thì không có lý, tức là không đúng. Đó là phát tâm không nghi thứ nhất của Bồ Tát. Hai, đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: phàm là vị lai chư Phật xuất hiện ra đời, tôi sẽ thiệt sự chư Phật, cúng dường chư Phật. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi. Nếu sinh chút tâm nghi hoặc thì không có lý. Đó là phát tâm không nghi thứ hai của Bồ Tát. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ dùng đủ thứ lưới quang minh kỳ diệu, trang nghiêm khắp cùng tất cả thế giới. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi. Nếu sinh tâm nghi thì không có lý. Đó là phát tâm không nghi thứ ba. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ tu Bồ Tát hạnh hết kiếp thuộc vị lai, vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả sư, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết, vượt qua các toán số, chốt giáo pháp giới, hư không giới, tất cả chúng sinh. Tôi sẽ dùng pháp vô thượng để giáo hóa, điều phục, khiến cho họ thành thục. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi. Nếu sinh tâm nghi thì không có lý. Đó là phát tâm không nghi thứ tư. Ba, đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ dùng đủ thứ lưới quang minh kỳ diệu, trang nghiêm khắp cùng tất cả thế giới. Khi phát tâm này thì quyết định vô ngại. Nếu sinh tâm nghi thì không có lý. Đó là phát tâm không nghi thứ ba của Bồ Tát. Bốn, đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ tu Bồ Tát hạnh hết kiếp thuộc vị lai, vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết, thậm chí vượt qua các toán số, rốt ráo pháp giới, hư không giới, tất cả chúng sinh. Tôi sẽ dùng pháp vô thượng để giáo hóa, điều phục, khiến cho họ đều được thành thục, tức cũng là thành Phật. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi. Nếu sinh tâm nghi thì không có lý. Đó là phát tâm không nghi thứ tư của Bồ Tát. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ tu Bồ Tát hạnh viên mãn đại thệ nguyện, đủ nhất thiết trí an trụ ở trong đó. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi. Nếu sinh tâm nghi thì không có lý. Đó là phát tâm không nghi thứ năm. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ khắp vì tất cả thế gian hành Bồ Tát hạnh, vì tất cả pháp thanh tịnh quang minh chiếu sáng hết thảy tất cả Phật pháp,
Khi phát tâm này thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý, đó là phát tâm không nghi thứ sáu. 5. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ tu Bồ Tát hạnh, viên mãn đại thệ nguyện đầy đủ nhất thiết trí, an trụ ở trong đó. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý, đó là phát tâm không nghi thứ năm của Bồ Tát. 6. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ khắp vì tất cả thế gian hành Bồ Tát hạnh, vì tất cả pháp thanh tịnh quang minh chiếu sáng hết thảy tất cả Phật pháp. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý, đó là phát tâm không nghi thứ sáu của Bồ Tát. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ biết tất cả pháp đều là Phật pháp, tùy tâm chúng sinh vì họ mà diễn nói, đều khiến cho họ khai ngộ. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý, đó là phát tâm không nghi thứ bảy. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ ở nơi tất cả pháp đắc được môn không chướng ngại, vì biết tất cả chướng ngại là bất khả đắc, tâm đó như vậy không có nghi hoặc, trụ tánh chân thật cho đến thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Khi phát tâm đó thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý, đó là phát tâm không nghi thứ tám. 7. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ biết tất cả pháp đều là Phật pháp, tùy thuận tâm của tất cả chúng sinh vì họ mà diễn nói tất cả Phật pháp, đều khiến cho họ khai ngộ. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý nào, đó là phát tâm không nghi thứ 7 của Bồ Tát. 8. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ đối với tất cả pháp đắc được môn không chướng ngại, vì biết tất cả chướng ngại là bất khả đắc, tâm đó cũng như vậy, không có nghi hoặc, trụ tánh chân thật cho đến thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Khi phát tâm đó thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý nào, đó là phát tâm không nghi thứ 8 của Bồ Tát. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi nên biết tất cả pháp đều là pháp xuất thế gian, xa lìa tất cả vọng tưởng điên đảo, dùng một trang nghiêm mà tự trang nghiêm nhưng không có sự trang nghiêm, nơi đầy tự thấu rõ không do người khác mà ngộ được. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý, đó là phát tâm không nghi thứ 9. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ ở nơi tất cả pháp thành tối tránh giác, vì liệt tất cả vọng tưởng điên đảo, vì được trí một niệm tương ưng, vì là một hoặc là khác đều bất khả đắc, vì liệt tất cả số, vì rốt ráo vô vi, vì liệt tất cả lời nói, vì trụ cảnh giới bất khả thuyết. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý, đó là phát tâm không nghi thứ 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì đối với tất cả pháp tâm không nghi hoặc. 9. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi nên biết tất cả pháp, chẳng có pháp nào chẳng phải là pháp xuất thế gian, xa lìa tất cả vọng tưởng điên đảo, dùng một trang nghiêm mà tự trang nghiêm nhưng không có sự trang nghiêm, đối với đạo lý này tự mình tỏ ngộ không do người khác dạy mà ngộ được. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi, nếu sinh tâm nghi thì không có lý, đó là phát tâm không nghi thứ 9 của Bồ Tát. 10. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy: tôi sẽ ở nơi tất cả pháp thành tựu tối thượng chánh đẳng chánh giác, vì xa lìa tất cả vọng tưởng và tất cả điên đảo, vì đắc được trí huệ một niệm tương ưng, vì là một hoặc chẳng phải một đều là bất khả đắc, vì ở trong pháp chẳng có tất cả số, vì rốt ráo vô vi, vì lừa tướng tất cả lời nói, vì trụ trong cảnh giới bất khả thuyết. Khi phát tâm này thì quyết định không nghi hoặc, nếu sinh tâm nghi thì không có lý, đó là phát tâm không nghi thứ 10 của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì đối với tất cả pháp tâm không có nghi hoặc. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp không thể nghĩ bàn. Những gì là 10? Đó là tất cả căn lành không thể nghĩ bàn, tất cả thệ nguyện không thể nghĩ bàn, biết tất cả pháp như huyễn không thể nghĩ bàn, pháp Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát hạnh, căn lành không mất, không có sự phân biệt không thể nghĩ bàn, tùy vào sâu tất cả pháp cũng không thủ lấy diệt độ, vì nhờ tất cả nguyện cho thành tựu viên mãn không thể nghĩ bàn, tu Bồ Tát đạo mà thị hiện hàng thần nhập thai, đản sinh xuất gia khổ hạnh, đi đến đạo tràng hàng phục chúng ma thành tối chánh giác, chuyển bánh xe chánh pháp vào bát niết bàn, thân biến tự tại không có ngừng nghỉ, không xả bỏ bì nguyện cứu hộ chúng sinh không thể nghĩ bàn, tùy hành thị hiện mười lực của Như Lai, thân biến tự tại mà cũng không xả bỏ tầm pháp giới, giáo hóa chúng sinh không thể nghĩ bàn. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp không thể nghĩ bàn. Những gì làm người? Đó là
Một, tất cả căn lành không thể nghĩ bàn. Hai, tất cả thệ nguyện không thể nghĩ bàn. Ba, biết tất cả pháp như huyễn không thể nghĩ bàn. Bốn, pháp Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Hạnh, căn lành không mất, không có sự phân biệt, không thể nghĩ bàn. Năm, tùy vào sâu tất cả pháp cũng không thủ lấy diệt độ. Tóm lại, tùy chứng được pháp của Phật chứng nhưng vẫn không phải niết bàn. Tại sao? Vì nhờ tất cả nguyện cho thành tựu viên mãn, đây cũng không thể nghĩ bàn. 6. Bồ Tát tu Bồ Tát đạo mà thị hiện cảnh giới hàng thần, từ nội viện cung trời đâu xuất, hàng sinh xuống nhân gian, nhập thai giống như ở trong vườn rừng thanh tịnh, sau đó đản sinh, lúc đó có 9 con rồng phun nước để tắm rửa cho ngài. Có cảnh giới nhạc trời hòa tấu, thiên nữ dài các thứ hoa đẹp cúng dường, xuất gia tu hành, nghiên cứu vấn đề 4 cái khổ tướng của đời người, sinh già bệnh chết. Làm thế nào để được giải thoát? Trong núi tuyết tu khổ hạnh 6 năm, mỗi ngày ăn một hạt mè, 6 năm trôi qua vẫn chưa tìm được câu trả lời, bèn từ bỏ khổ hạnh, đi đến dưới cội Bồ Đề ngồi tĩnh tọa trên tòa kim cang, hạ phục tất cả chúng ma nhiễu loạn, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau đó truyền bánh xe pháp, trước hết nói kinh Hoàng Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, cuối cùng nói kinh Niết Bàn mà vào bát Niết Bàn. Thần thông biến hóa, nhậm vận tự tại, không có khi nào ngừng nghỉ, không xả bỏ đại bi nguyện của mình đã phát, cứu hộ tất cả chúng sinh đều khổ được vui, không thể nghĩ bàn. 7. Tùy hay thị hiện 10 lực của Như Lai, thần thông biến hóa, nhậm vận tự tại, mà cũng không xả bỏ tầm pháp giới, giáo hóa tất cả chúng sinh, không thể nghĩ bàn. Biết tất cả pháp vô tướng là tướng, tướng là vô tướng, không phân biệt là phân biệt là không phân biệt, chẳng có là chẳng có, không làm là làm là không làm, chẳng nói là chẳng nói, không thể nghĩ bàn. Biết tâm đồng với Bồ Đề, biết Bồ Đề đồng với tâm, tâm và Bồ Đề đồng với chúng sinh, cũng chẳng sinh thầm điên đảo, tưởng điên đảo, thấy điên đảo, không thể nghĩ bàn. Trong niệm niệm vào diệt tận định, hết tất cả lậu mà không chứng thật tế, cũng chẳng hết căn lành hữu lậu. Tùy biết tất cả pháp vô lậu mà biết lậu hết, cũng biết lậu diệt. Tùy biết Phật Pháp tức là Pháp thế gian tức là Phật Pháp, mà chẳng ở trong Phật Pháp phân biệt Pháp thế gian, chẳng ở trong Pháp thế gian phân biệt Phật Pháp. Vì tất cả các Pháp đều vào Pháp giới mà không chỗ vào, vì biết tất cả Pháp đều không hai, không biến đổi, đó là không thể nghĩ bàn thứ 10. Phật tử, đó là 10 Pháp không thể nghĩ bàn của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong Pháp này, thì sẽ đắc được Pháp không thể nghĩ bàn vô thượng của tất cả chư Phật. 8. Bồ Tát biết tất cả pháp vô tướng tức là tướng, tướng tức là vô tướng, không phân biệt tức là phân biệt tức là không phân biệt, tức có, chẳng có tức là có tức là chẳng có, không làm tức là làm tức là không làm, chẳng nói tức là nói tức là chẳng nói, không thể nghĩ bàn. 9. Bồ Tát biết tâm của mình đồng với Bồ Đề, biết Bồ Đề đồng với tâm mình, tâm và Bồ Đề đồng với chúng sinh, cũng chẳng sinh tâm điên đảo, tưởng điên đảo, thấy điên đảo, không thể nghĩ bàn. 10. Bồ Tát ở trong niệm niệm vào diệt tận định, tức là thiền định diệt hết 6 thức tâm, tâm sở chẳng khởi. Tùy dứt hết tất cả lậu mà cũng không chứng thật tế, cũng chẳng dứt hết căn lành hữu lậu. Tùy biết tất cả pháp vô lậu mà biết lậu hết, cũng biết lậu diệt. Tùy biết Phật Pháp tức là Pháp thế gian tức là Phật Pháp, mà chẳng ở trong Phật Pháp phân biệt Pháp thế gian, chẳng ở trong Pháp thế gian phân biệt Phật Pháp. Vì tất cả các Pháp đều vào Pháp giới mà không chỗ vào, vì biết tất cả Pháp đều không hai, cũng không biến đổi, đó là không thể nghĩ bàn thứ 10 của Bồ Tát. Các vị Phật tử, đó là 10 Pháp không thể nghĩ bàn của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong Pháp này, thì sẽ đắc được Pháp không thể nghĩ bàn vô thượng của tất cả chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 lời khéo léo bí mật. Những gì là 10? Đó là lời khéo léo bí mật ở trong tất cả kinh Phật, lời khéo léo bí mật ở tất cả nơi thọ sinh, lời khéo léo bí mật nơi tất cả Bồ Tát thần thông biến hiện thành đẳng chánh giác, lời khéo léo bí mật nơi tất cả chúng sinh nghiệp báo, lời khéo léo bí mật nơi tất cả chúng sinh khởi nhiễm tịnh, lời khéo léo bí mật nơi tất cả pháp môn rốt ráo không chướng ngại, lời khéo léo bí mật nơi tất cả hư không giới, nơi mỗi phương đều có thế giới hoặc thành hoặc hoại, trong đó không có gì hết. Lời khéo léo bí mật nơi tất cả pháp giới, tất cả mười phương, cho đến nơi vi tế đều có Như Lai thị hiện sơ sinh, cho đến thành Phật vào bát Niết Bàn,
đây các pháp giới đều phân biệt thấy được. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 lời khéo léo bí mật. Những gì là 10? Đó là: một, lời khéo léo bí mật ở trong tất cả kinh Phật; 2, lời khéo léo bí mật ở tất cả nơi thọ sinh; 3, lời khéo léo bí mật nơi tất cả Bồ Tát thần thông biết hiện thành đẳng chánh giác; 4, lời khéo léo bí mật nơi tất cả chúng sinh nghiệp báo; 5, lời khéo léo bí mật nơi tất cả chúng sinh khởi nhiễm tịnh; 6, lời khéo léo bí mật nơi tất cả pháp môn tôn giáo không trở ngại; 7, lời khéo léo bí mật nơi tất cả hư không giới, nơi mỗi mỗi phương đều có thế giới hoặc thành hoặc hoại, trong đó không có gì hết; 8, lời khéo léo bí mật nơi tất cả pháp giới, tất cả mười phương cho đến nơi vi tế đều có Như Lai thị hiện sơ sinh cho đến thành Phật vào bát niết bàn, đầy các pháp giới đều phân biệt thấy được. Lời bí mật khéo léo thấy tất cả chúng sinh bình đẳng niết bàn, không biến đổi mà chẳng xả bỏ đại nguyện, vì nhất thiết trí nguyện chưa được viên mãn khiến cho viên mãn đầy đủ. Lời bí mật khéo léo tuy biết tất cả pháp chẳng do người khác dạy mà tự giác ngộ, nhưng chẳng bỏ lìa các thiện tri thức, ở chỗ Như Lai càng thêm cung kính với thiện tri thức hòa hợp không hai, đối với các căn lành tu tập gieo trồng, hồi hướng an trụ, cùng một việc làm, cùng một thể tánh, cùng thoát khỏi, cùng một thành tựu, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được lời bí mật khéo léo vô thượng của Như Lai. 9. Lời bí mật khéo léo vì thấy tất cả chúng sinh bình đẳng niết bàn, không biến đổi mà chẳng xả bỏ đại nguyện thuở xưa đã phát ra, vì nhất thiết trí nguyện chưa được viên mãn nên khéo, nên khiến cho viên mãn đầy đủ. 10. Lời bí mật khéo léo tuy biết tất cả pháp chẳng do người khác dạy mà tự mình giác ngộ, nhưng chẳng bỏ lìa các thiện tri thức, ở trong đạo tràng của Như Lai phải đặc biệt tôn kính, phải thường ở chung với thiện tri thức hòa hợp không hai, đối với các căn lành phải tu tập, phải gieo trồng, hồi hướng căn lành, an trụ căn lành, cùng một việc làm, cùng một thể tánh, cùng thoát khỏi ba cõi, cùng thành tựu quả Phật. Đó là 10 lời bí mật khéo léo. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đạt được lời bí mật khéo léo vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ trí khéo phân biệt. Những gì là 10? Đó là trí khéo phân biệt vào tất cả cõi, trí khéo phân biệt vào tất cả chỗ chúng sinh, trí khéo phân biệt vào tâm hạnh của tất cả chúng sinh, trí khéo phân biệt vào căn của tất cả chúng sinh, trí khéo phân biệt vào nghiệp báo của tất cả chúng sinh, trí khéo phân biệt vào hạnh của tất cả thanh văn, trí khéo phân biệt vào hạnh của tất cả độc giác, trí khéo phân biệt vào hạnh của tất cả Bồ Tát, trí khéo phân biệt vào tất cả pháp thế gian, trí khéo phân biệt vào tất cả Phật pháp. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được trí khéo phân biệt các pháp vô thượng của tất cả chư Phật. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ trí khéo phân biệt. Những gì là 10? Đó là: 1. Trí khéo phân biệt vào tất cả cõi; 2. Trí khéo phân biệt vào tất cả chỗ chúng sinh; 3. Trí khéo phân biệt vào tâm hạnh của tất cả chúng sinh; 4. Trí khéo phân biệt vào căn của tất cả chúng sinh; 5. Trí khéo phân biệt vào nghiệp báo của tất cả chúng sinh; 6. Trí khéo phân biệt vào hạnh của tất cả thanh văn; 7. Trí khéo phân biệt vào hạnh của tất cả độc giác; 8. Trí khéo phân biệt vào hạnh của tất cả Bồ Tát; 9. Trí khéo phân biệt vào tất cả pháp thế gian; 10. Trí khéo phân biệt vào tất cả Phật pháp. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được trí khéo phân biệt các pháp vô thượng của tất cả chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp vào tam muội. Những gì là 10? Đó là: nơi tất cả thế giới vào tam muội, nơi tất cả thân chúng sinh vào tam muội, nơi tất cả pháp vào tam muội, thấy tất cả Phật vào tam muội, trụ tất cả kiếp vào tam muội. Từ tam muội dậy, hiện thân không nghĩ bàn vào tam muội, nơi tất cả thân Phật vào tam muội, giác ngộ tất cả chúng sinh bình đẳng vào tam muội, trong một niệm vào tất cả Bồ Tát tam muội, trí vào tam muội. Trong một niệm dùng trí vô ngại thành tựu tất cả chư Bồ Tát hạnh nguyện không có ngừng nghỉ vào tam muội, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được pháp tam muội khéo léo vô thượng của tất cả chư Phật. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp vào tam muội. Những gì là 10? Đó là: 1. Bồ Tát có thể nơi tất cả thế giới vào tam muội; 2. Bồ Tát có thể nơi tất cả thân chúng sinh vào tam muội; 3. Bồ Tát có thể nơi tất cả pháp vào tam muội; 4. Bồ Tát có thể thấy tất cả Phật vào tam muội;
5. Bồ Tát có thể trụ tất cả kiếp vào tam muội. 6. Bồ Tát có thể từ tam muội dậy, hiện thân không nghĩ bàn vào tam muội. 7. Bồ Tát có thể nơi tất cả thân Phật vào tam muội. 8. Bồ Tát có thể giác ngộ tất cả chúng sinh bình đẳng vào tam muội. 9. Bồ Tát có thể trong một niệm vào tất cả Bồ Tát tam muội trí vào tam muội. 10. Bồ Tát có thể trong một niệm dùng trí vô ngại thành tựu hạnh nguyện của tất cả các Bồ Tát hạnh nguyện không có ngừng nghỉ vào tam muội. Đó là 10 pháp vào tam muội của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được pháp môn tam muội khéo léo vô thượng của tất cả chư Phật. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 pháp vào khắp. Những gì là 10? Đó là vào khắp chúng sinh, vào khắp cõi nước, vào khắp các thứ tướng thế gian, vào khắp nạn lửa, vào khắp nạn nước, vào khắp Phật, vào khắp trang nghiêm, vào khắp thân vô biên công đức của Như Lai, vào khắp tất cả các thứ thuyết pháp, vào khắp các thứ cúng dường tất cả Như Lai. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được pháp đại trí vào khắp vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp vào khắp. Những gì là 10? Đó là 1. Bồ Tát có thể vào khắp tất cả chúng sinh. 2. Bồ Tát có thể vào khắp tất cả cõi nước. 3. Bồ Tát có thể vào khắp hết thảy các thứ tướng thế gian. 4. Bồ Tát có thể vào khắp trong nạn lửa lớn khiến cho lửa biến thành mát mẻ. 5. Bồ Tát có thể vào khắp trong nạn nước lớn khiến cho nước chẳng làm tổn hại. Do đó, lửa thiêu sơ thiền, nước ngập nhị thiền, gió thổi tam thiền. Đó là tai hại của tầng trời thứ 9 phải thọ. Khi nạn gió nổi lên thì thổi núi Tu Di thành bụi, hà huống là tất cả chúng sinh không thể tồn tại. Nhưng Bồ Tát vào khắp ba nạn lớn để giữ gìn một chút hạt giống chúng sinh. 6. Bồ Tát có thể vào khắp xứ sở của Phật gần gũi Phật. 7. Bồ Tát có thể vào khắp đạo tràng trang nghiêm. 8. Bồ Tát có thể vào khắp thân vô biên công đức của tất cả Như Lai. 9. Bồ Tát có thể vào khắp tất cả các thứ thuyết pháp. 10. Bồ Tát có thể vào khắp các thứ cúng dường tất cả Như Lai. Đó là 10 pháp vào khắp. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được pháp đại trí và khắp vô thượng của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 môn giải thoát. Những gì là 10? Đó là môn giải thoát một thân khắp cùng tất cả thế giới. Môn giải thoát nơi tất cả thế giới thể hiện vô lượng đủ thứ sắc tướng. Môn giải thoát dùng tất cả thế giới vào một cõi Phật. Môn giải thoát khắp gia trì tất cả cõi chúng sinh. Môn giải thoát dùng tất cả trang nghiêm thân Phật đầy khắp tất cả thế giới. Môn giải thoát ở trong thân mình thấy tất cả thế giới. Môn giải thoát ở trong một niệm đến tất cả thế giới. Môn giải thoát nơi một thế giới thể hiện tất cả Như Lai xuất hiện ra đời. Môn giải thoát một thân đầy khắp tất cả pháp giới. Môn giải thoát trong một niệm thể hiện tất cả Phật du hí thần thông. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được môn giải thoát vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử Đại Bồ Tát có 10 môn giải thoát. Những gì là 10? Đó là 1. Bồ Tát có môn giải thoát dùng một thân khắp cùng 10 phương tất cả thế giới. Đó là cảnh giới một chẳng ngại nhiều, nhiều chẳng ngại một, tức cũng là cảnh giới viên dùng vô ngại. 2. Bồ Tát có môn giải thoát có thể ở tại tất cả thế giới thể hiện vô lượng đủ thứ sắc tướng, 32 tướng, 80 vẻ đẹp. 3. Bồ Tát có môn giải thoát có thể đem 10 phương tất cả thế giới để vào trong một cõi Phật. 4. Bồ Tát có môn giải thoát có thể khắp gia trì tất cả cõi chúng sinh khiến cho họ thọ trì Phật Pháp. 5. Bồ Tát có môn giải thoát dùng tất cả trang nghiêm thân Phật đầy khắp tất cả thế giới, do đó tận hư không khắp pháp giới. 6. Bồ Tát có môn giải thoát có thể ở trong thân mình thấy được cảnh giới của tất cả thế giới, đắc được môn giải thoát vô ngại này. Chúng ta phàm phu tục tử chỉ thấy được bên ngoài mà chẳng thấy được bên trong, chỉ thấy được trước mắt mà chẳng thấy được sau lưng. Nhưng Bồ Tát thì thấy bên ngoài lại thấy bên trong, cho nên thấy được trong thân của mình đầy đủ cảnh giới của tất cả thế giới. Bồ Tát còn thấy được quá khứ, lại thấy được vị lai. 7. Bồ Tát có một giải thoát có thể ở trong một niệm đến tất cả thế giới giáo hóa tất cả chúng sinh. Chúng ta ở trong vạn niệm cũng chẳng đến được thế giới khác. Trong kinh Phật thường dùng số cát sông Hằng để ví dụ. Cát của sông Hằng nhiều vô số, có quả địa cầu nhiều như số cát sông Hằng trong tận hư không khắp pháp giới. Còn mắt thịt của phàm phu chúng ta nhìn chẳng thấy được. Hiện tại tuy khoa học rất phát đạt, có thể đưa người lên mặt trăng để thám hiểm, nhưng vẫn chưa phát hiện ra có những quả địa cầu khác như thế nào.
8. Bồ Tát có môn giải thoát có thể ở trong một thế giới thị hiện tất cả Như Lai xuất hiện ra đời. 9. Bồ Tát có môn giải thoát ở trong một thân đầy khắp tất cả pháp giới. 10. Bồ Tát có môn giải thoát ở trong một niệm thị hiện tất cả Phật ở trong hết thảy thế giới du hí hiện đại thần thông biến hóa, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được môn giải thoát vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thần thông. Những gì là 10? Đó là thần thông trí huệ phương tiện, nghĩ nhớ túc mạng, thần thông trí huệ phương tiện thiên nhĩ vô ngại, thần thông trí huệ phương tiện biết tâm hạnh của những chúng sinh khác không nghĩ bàn, thần thông trí huệ phương tiện thiên nhãn quán sát không có chướng ngại, thần thông trí huệ phương tiện tùy tâm chúng sinh hiện sức đại thần thông không nghĩ bàn, thần thông trí huệ phương tiện một thân hiện khắp vô lượng thế giới, thần thông trí huệ phương tiện một niệm vào khắp bất khả thuyết thế giới, thần thông trí huệ phương tiện sinh ra vô lượng đồ trang nghiêm thế giới không nghĩ bàn, thần thông trí huệ phương tiện thị hiện bất khả thuyết biến hóa hết thân, thần thông trí huệ phương tiện tùy tâm chúng sinh không nghĩ bàn nơi bất khả thuyết thế giới hiện thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại thần thông khéo léo vô thượng của Như Lai, vì tất cả chúng sinh thị hiện đủ thứ khiến cho họ tu học. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thần thông. Những gì là 10? Đó là một thần thông trí huệ phương tiện nghĩ nhớ túc mạng, tức cũng là biết tất cả những sự việc đời quá khứ. 2. Thần thông trí huệ phương tiện thiền nhĩ vô ngại, tức cũng là nghe được tiếng của người trời nói rõ ràng. 3. Thần thông trí huệ phương tiện biết tâm hạnh của những chúng sinh khác không nghĩ bàn, tức là tha tâm thông, nghĩa là trong tâm họ nghĩ gì, làm gì, Bồ Tát đều biết được. 4. Thần thông trí huệ phương tiện thiên nhãn quán sát không có chướng ngại, nghĩa là thế giới này, thế giới kia quán sát rất rõ ràng, nhìn một cái là thấu rõ. 5. Thần thông trí huệ phương tiện tùy tâm chúng sinh hiện sức đại thần thông không nghĩ bàn. 6. Thần thông trí huệ phương tiện một thân hiện khắp vô lượng thế giới. 7. Thần thông trí huệ phương tiện một niệm vào khắp bất khả thuyết thế giới. 8. Thần thông trí huệ phương tiện sinh ra vô lượng đồ trang nghiêm thế giới không nghĩ bàn. 9. Thần thông trí huệ phương tiện thị hiện bất khả thuyết biến hóa thân. 10. Thần thông trí huệ phương tiện tùy tâm chúng sinh không nghĩ bàn nơi bất khả thuyết thế giới hiện thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là 10 thứ thần thông của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại thần thông khéo léo vô thượng của Như Lai, vì tất cả chúng sinh thị hiện đủ thứ khiến cho hết thảy chúng sinh y pháp tu hành học tập. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ minh. Những gì là 10? Đó là trí minh khéo léo biết nghiệp báo của tất cả chúng sinh, trí minh khéo léo biết cảnh giới của tất cả chúng sinh tịch diệt thanh tịnh không có các hí luận, trí mình biết khéo léo biết đủ thứ sở duyên của tất cả chúng sinh chỉ là một tướng đều bất khả đắc, tất cả các pháp đều như kim cang, trí mình khéo léo dùng vô lượng âm thanh vi diệu nghe khắp mười phương tất cả thế giới, trí mình khéo léo hoại hết tất cả tầm nhiễm trước, trí mình khéo léo dùng phương tiện thị hiện thọ sinh hoặc chẳng thọ sinh, trí mình khéo léo xả lìa tất cả tưởng thọ, trí mình khéo léo biết tất cả pháp chẳng phải tướng vô tướng, một tánh vô tánh, không có phân biệt mà biết rõ đủ thứ các pháp, nơi vô lượng kiếp phân biệt diễn nói, trụ nơi pháp giới, thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ minh. Những gì là 10? Đó là một trí minh khéo léo biết nghiệp báo của tất cả chúng sinh, tạo nghiệp gì, thọ quả báo gì. Tóm lại, chúng sinh tu hành thập thiện, sau khi chết được sinh về cõi trời, hưởng thọ an vui chết cõi trời. Chúng sinh giữ năm giới, sau khi chết đi được sinh làm người. Chúng sinh có tham sân si ba độc, sau khi chết đi thì đọa lạc vào ba đường ác, thọ vô lượng khổ. 2. Trí minh khéo léo biết cảnh giới của tất cả chúng sinh tịch diệt thanh tịnh, không có các hí luận. 3. Trí minh biết khéo léo biết đủ thứ tướng phan duyên của tất cả chúng sinh chỉ là một tướng đều bất khả đắc, tất cả các pháp đều kiên cố như kim cang. 4. Trí minh khéo léo dùng vô lượng âm thanh vi diệu khiến cho chúng sinh mười phương thế giới đều nghe được diệu pháp âm này. 5. Chỉ mình khéo léo phá hoại hết tất cả nhiễm ô và chấp trước trong tâm của tất cả chúng sinh. 6. Chỉ mình khéo léo dùng phương tiện thị hiện thọ sinh hoặc chẳng thọ sinh,
7. Trí minh khéo léo xả lìa tất cả tưởng thọ. 8. Trí minh khéo léo biết tất cả pháp, chẳng phải có tướng cũng chẳng phải là vô tướng, chẳng phải một tánh cũng chẳng phải là vô tánh, tuy không có sự phân biệt mà biết rõ đủ thứ các pháp. Ở trong phủ lượng kiếp phân biệt diễn nói, chủ nơi pháp giới, thành tựu an lậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Đại Bồ Tát biết sự sinh của tất cả chúng sinh vốn không có sinh, vì thấu đạt thọ sinh bất khả đắc, mà biết nhân, biết duyên, biết sự, biết cảnh giới, biết hạnh, biết sinh, biết diệt, biết lời nói, biết mê hoặc, biết lìa mê hoặc, biết điên đảo, biết lìa điên đảo, biết tạp nhiễm, biết thanh tịnh, biết sinh tử, biết niết bàn, biết khả đắc, biết bất khả đắc, biết bất khả đắc, biết chấp trước, biết không chấp trước, biết trụ, biết động, biết đi, biết về, biết khởi, biết chẳng khởi, biết mất hoại, biết thoát khỏi, biết thành thục, biết khắc căn, biết điều phủ. Tùy sở ứng của họ mà giáo hóa đủ thứ cho từng quên mất hạnh của Bồ Tát tu. Tại sao? Vì Bồ Tát chỉ vì lợi ích chúng sinh mà phát tâm an lậu đa la tam hiệu tam bồ đề, không bỏ sót việc làm vì chúng sinh. Bởi vậy Bồ Tát thường giáo hóa chúng sinh, thân không mệt mỏi, chẳng trái việc làm của tất cả thế gian, đó gọi là trí minh khéo léo duyên khởi. 9. Đại Bồ Tát biết sự sinh của tất cả chúng sinh, sinh mà chẳng sinh, diệt mà chẳng diệt, thấu rõ thông đạt thọ sinh là bất khả đắc, đều là hư vọng, do đó có câu hư vọng mà sinh, hư vọng mà diệt. Bồ Tát biết được nhân của sự sinh như thế nào, duyên của sinh như thế nào, lại biết tất cả sự lý, tất cả cảnh giới, tất cả hành vi, lại biết sinh như thế nào, diệt như thế nào, lại biết tất cả lời nói, lại biết tất cả mê hoặc, phải làm thế nào để lìa khỏi sự mê hoặc. Mê hoặc tức là vô minh, vô minh che lấp trần tâm cho nên làm cho con người mê hoặc. Lại biết tất cả sự điên đảo, phải làm thế nào mới có thể lìa được sự điên đảo. Điên đảo tức là lấy khổ làm vui, đối với chân lý, sinh ra vọng kiến, có tưởng điên đảo, thấy điên đảo, tâm điên đảo. Lại biết tạp nhiễm của tất cả chúng sinh, thanh tịnh của tất cả chúng sinh. Lại biết sinh tử của chúng sinh, niết bàn của chúng sinh. Lại biết gì là khả đắc, gì là bất khả đắc. Lại biết chúng sinh có chấp trước, làm thế nào giáo hóa chúng sinh để khỏi sự chấp trước. Lại biết trụ như thế nào, động như thế nào, đi như thế nào, về như thế nào. Lại biết khởi như thế nào, chẳng khởi như thế nào. Lại biết tất cả mất hoại như thế nào, thoát khỏi ba cõi như thế nào. Lại biết làm thế nào khiến cho hạt giống bồ đề thành thục. Biết các căn của tất cả chúng sinh, biết điều phục chúng sinh như thế nào. Tùy sự ứng cơ của chúng sinh mà dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để giáo hóa chưa từng quên mất hạnh của Bồ Tát tu. Bởi nguyên nhân gì? Vì Bồ Tát chỉ lợi ích tất cả chúng sinh mà phát tâm an lậu đa la tam hiệu tam bồ đề, không làm việc gì khác. Bởi vậy cho nên Bồ Tát thường giáo hóa chúng sinh, bất cứ khổ hạnh như thế nào cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi, chẳng trái việc làm của tất cả thế gian, đó gọi là trí minh khéo léo duyên khởi. Trí minh khéo léo Đại Bồ Tát, nơi Phật chẳng chấp trước, chẳng khởi tâm chấp, nơi Pháp chẳng chấp trước, chẳng khởi tâm chấp, nơi cõi chẳng chấp trước, chẳng khởi tâm chấp trước, nơi chúng sinh chẳng chấp trước, chẳng khởi tâm chấp trước, chẳng thấy có chúng sinh mà hành giáo hóa điều phục thuyết Pháp, nhưng cũng chẳng xả bỏ các hạnh đại bi đại nguyện của Bồ Tát. Cập Phật nghe Pháp, tùy thuận tu hành, nương nơi Như Lai trồng các căn lành, cung kính cúng dường không có ngừng nghỉ, hay dùng thần lực chấn động mười phương vô lượng thế giới, tâm Bồ Tát rộng lớn vì đồng pháp giới, biết các thứ thuyết pháp, biết số chúng sinh, biết chúng sinh khác biệt, biết khổ sinh, biết khổ diệt, biết tất cả hành đều như hình bóng. Hành Bồ Tát hành vĩnh viễn rất nguồn gốc tất cả thọ sinh, nhưng vì cứu hộ tất cả chúng sinh hành Bồ Tát hành mà không chỗ làm, tùy thuận tất cả giống tánh chư Phật, phát tâm như núi chùa lớn, biết tất cả hư vọng điên đảo và một nhất thiết chủng trí, trí huệ rộng lớn không thể khuynh động, sẽ thành chánh giác nơi biển sinh tử, bình đẳng tế độ tất cả chúng sinh, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong đó thì sẽ đắc được đại trí minh khéo léo vô thượng của Như Lai. 10. Trí minh khéo léo Đại Bồ Tát đối với 10 phương ba đời tất cả chư Phật nên đừng có sự chấp trước, chẳng khởi tâm chấp trước. Đối với tất cả pháp nên đừng có chấp trước, chẳng khởi tâm chấp trước. Đối với tất cả cõi Phật nên đừng có sự chấp trước, chẳng khởi tâm chấp trước. Đối với tất cả chúng sinh nên đừng có sự chấp trước, chẳng khởi tâm chấp trước. Tuy chẳng thấy có chúng sinh mà vẫn phải giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh vì chúng sinh thuyết pháp, nhưng cũng chẳng xả bỏ các hạnh đại bi đại nguyện của Bồ Tát tu.
Gặp Phật nghe pháp tùy thuận tu hành y chiếu theo đủ thứ pháp của Như Lai nói, mà tu đủ thứ căn lành, cung kính tam bảo, cúng dường tam bảo, không có lúc nào ngừng nghỉ. Bồ Tát hay dùng sức thần thông khiến cho đại địa có sáu thứ chấn động, chẳng những hay khiến cho một thế giới chấn động mà cũng hay khiến cho mười phương vô lượng thế giới đồng thời chấn động. Tâm của Bồ Tát rộng lớn vì đồng với tận hư không khắp pháp giới. Bồ Tát biết các thứ phương tiện thuyết pháp, làm thế nào để giáo hóa chúng sinh, lại biết số lượng chúng sinh có bao nhiêu, lại biết chúng sinh có đủ thứ sự khác biệt, lại biết khổ sinh ra như thế nào, biết khổ diệt như thế nào, lại biết tất cả hành vi đều như hình bóng, hư mà chẳng thật. Tu hành Bồ Tát hạnh vĩnh viễn dứt hẳn nguồn gốc tất cả thọ sinh, nhưng vì cứu hộ tất cả chúng sinh mà tu hành Bồ Tát hạnh, trên thực tế làm mà không chỗ làm, tùy thuận tất cả giống tánh của tất cả chư Phật, phát tâm như núi chúa lớn, biết tất cả hư vọng điên đảo và vô nhất thiết chủng trí, trí huệ rộng lớn, không cách chỉ có thể khuynh động được, sẽ thành chánh giác và trong biển sinh tử, bình đẳng tế độ tất cả chúng sinh. Đó là 10 pháp minh, nếu các Bồ Tát an trụ trong đó, thì sẽ đắc được đại trí huệ quang minh khéo léo vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 pháp giải thoát. Những gì là 10? Đó là giải thoát phiền não, giải thoát tà kiến, giải thoát các chấp lấy, giải thoát uẩn xứ giới, giải thoát vượt qua nhị thừa, giải thoát vô sinh pháp nhẫn, giải thoát lìa chấp trước nơi tất cả thế gian, tất cả cõi, tất cả chúng sinh, tất cả pháp, giải thoát vô biên trụ, giải thoát phát khởi tất cả Bồ Tát hạnh và bậc Như Lai không phân biệt, giải thoát ở trong một niệm đều biết rõ tất cả ba đời. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì có thể ra làm Phật sự vô thượng, giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát có 10 pháp giải thoát. Những gì là 10? Đó là một, giải thoát phiền não. Giải thoát là gì? Tức là tự do tự tại, chẳng có ràng buộc, chẳng có chấp trước, không quái, không ngại, không suy, không nghĩ. Phiền não là gì? Tức là phiền thân, não tâm, do vọng tưởng mà sinh. Nếu không có phiền não thì vô cầu vô thúc, đem phiền não biến thành bồ đề. 2. Giải thoát tà kiến. Chỉ có chánh tri chánh kiến, chẳng có tà tri tà kiến. 3. Giải thoát các chấp lấy. Chẳng có mọi sự chấp lấy, chẳng còn mọi sự chấp trước. 4. Giải thoát uẩn xứ giới. Uẩn là năm uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Xứ là 12 xứ, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý 6 căn, sắc thanh hương vị xúc pháp 6 trần. Giới là 18 giới, tức là 6 căn và 6 trần với 6 thức, hợp lại là 18 giới. 6 thức tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 5. Giải thoát vượt qua nhị thừa, vượt qua thanh văn duyên giác nhị thừa, chỉ có Bồ Tát thừa. 6. Giải thoát vô sinh pháp nhẫn, tức là vô sinh pháp nhẫn cũng đắc được giải thoát. Vô sinh pháp nhẫn là gì? Chẳng thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt, nhẫn chịu nơi tâm. 7. Giải thoát lìa chấp trước, nơi tất cả thế gian, tất cả cõi, tất cả chúng sinh, tất cả pháp, hết thảy mọi sự chấp trước đều lìa khỏi mà được giải thoát. 8. Giải thoát vô biên trụ, trụ tại vô biên cũng được giải thoát. 9. Giải thoát phát khởi tất cả Bồ Tát hạnh và bậc Như Lai không phân biệt cũng được giải thoát. 10. Giải thoát ở trong một niệm để biết rõ tất cả ba đời cũng được giải thoát. Đó là 10 pháp giải thoát của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì có thể ra làm Phật sự vô thượng, giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ vườn rừng. Những gì là 10? Đó là sinh tử là vườn rừng của Bồ Tát vì không nhàm bỏ, giáo hóa chúng sinh là vườn rừng của Bồ Tát vì chẳng mệt mỏi, trụ tất cả kiếp là vườn rừng của Bồ Tát vì nhiếp các hạnh lớn, thành tịnh thế giới là vườn rừng của Bồ Tát vì chỗ mình dừng ở, tất cả cung điện ma là vườn rừng của Bồ Tát vì hàng phục chúng ma, suy ngẫm pháp đã nghe là vườn rừng của Bồ Tát vì như lý quán sát, lục độ ba la mật, bốn pháp nhiếp, 37 pháp bồ đề phần là vườn rừng của Bồ Tát vì cảnh giới tiếp nối của đấng từ phụ. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ vườn rừng. Những gì là 10? Đó là một, sinh tử là vườn rừng của Bồ Tát. Bồ Tát chẳng sợ sinh tử, chẳng vào niết bàn, tức sinh tử mà chấm dứt sinh tử, không nhằm bỏ sinh tử. 2. Giáo hóa chúng sinh là vườn rừng của Bồ Tát. Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, bất cứ lúc nào cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi.
Bà trụ tất cả kiếp là vườn rừng của Bồ Tát, nhiếp trì hết thảy chúng sinh có tu các hạnh lớn. Bốn thành tịnh thế giới là vườn rừng của Bồ Tát, việc Bồ Tát tự mình dừng lại ở là thế giới thanh tịnh trang nghiêm. Năm, tất cả cung điện mà là vườn rừng của Bồ Tát, Bồ Tát hay hàng phục chúng thiền mà ở tại cung điện mà giáo hóa các chúng ma. Sáu, trình ngẫm pháp đã nghe là vườn rừng của Bồ Tát, vì như lý quan sát nghiên cứu diệu nghĩa của pháp, chúng ta nghe kinh nghe pháp cũng phải thường nghiên cứu thật nghĩa của diệu pháp. 7. Lục độ ba la mật, bốn pháp nhiếp, 37 pháp bồ đề phần là vườn rừng của Bồ Tát, vì cảnh giới tiếp nối trí nguyện của đấng từ phụ Phật, tức cũng là tục Phật huệ mạng. Thập lực bốn vô sở ý, 18 pháp bất cộng cho đến tất cả Phật pháp là vườn rừng của Bồ Tát, vì chẳng nhớ pháp nào khác. Thị hiện tất cả oai lực thần thông tự tại của Bồ Tát là vườn rừng của Bồ Tát, vì dùng đại thần lực truyền bánh xe pháp, điều phục chúng sinh không ngừng nghỉ. Một niệm ở tất cả mọi nơi, vì tất cả chúng sinh thị hiện thành chánh giác là vườn rừng của Bồ Tát, vì pháp thân khắp cùng tận hư không tất cả thế giới, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ được hạnh đại an lạc vô thượng lìa lo buồn của Như Lai. 8. Thập lực, trí lực biết xứ phi xứ, trí lực biết nghiệp báo ba đời, trí lực biết các thiền giải thoát tam muội, trí lực biết các căn thắng liệt, trí lực biết trùng trùng dài, trí lực biết đủ thứ cõi, trí lực biết nhất thiết trí sở đạo, trí lực biết thiên nhãn vô ngại, trí lực biết túc mạng vô lậu, trí lực biết vĩnh đoạn tập khí. Bốn vô sở ý, nhất thiết trí vô sở ý, lậu tận vô sở ý, nói chứng đạo vô sở ý, nói đạo hết khổ vô sở ý. 18 pháp bất cộng, thần không lỗi, miệng không lỗi, niệm không lỗi, không có ý tưởng khác, vô bất định tâm, vô bất tri kỳ xả, dục chẳng giảm, tinh tấn chẳng giảm, niệm chẳng giảm, huệ chẳng giảm, giải thoát chẳng giảm, giải thoát trí kiến chẳng giảm, tất cả thân nghiệp tùy trí huệ hành, tất cả khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, tất cả ý nghiệp tùy trí huệ hành, trí huệ biết đời quá khứ vô ngại, trí huệ biết đời vị lai vô ngại, trí huệ biết đời hiện tại vô ngại. Cho đến tất cả Phật Pháp là vườn rừng của Bồ Tát, vì Bồ Tát tuyệt đối chẳng học tập Pháp của ngoại đạo khác. 9. Thị hiện tất cả oai lực thần thông tự tại của Bồ Tát là vườn rừng của Bồ Tát, vì dùng đại thần lực truyền bánh xe Pháp, điều phục chúng sinh không ngừng nghỉ. 10. Một niệm nơi tất cả mọi nơi, vì tất cả chúng sinh thị hiện thành chánh giác là vườn rừng của Bồ Tát, vì Pháp thân khắp cùng tận hư không tất cả thế giới, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được hạnh đại an lạc vô thượng lìa lo buồn của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ cung điện, những gì là 10? Đó là Bồ Đề Tâm là cung điện của Bồ Tát vì luôn chẳng quên mất. Thập thiện nghiệp đạo, phước đức trí huệ là cung điện của Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh cõi dục. Bốn phạm trụ thiền định là cung điện của Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh cõi sắc. Sinh vào cõi trời tịnh cư là cung điện của Bồ Tát vì tất cả phiền não chẳng nhiễm. Sinh vào cõi vô sắc là cung điện của Bồ Tát vì khiến các chúng sinh lìa nơi có nạn. Sinh vào thế giới tạp nhiễm là cung điện của Bồ Tát vì khiến tất cả chúng sinh dứt phiền não. Thì hiện nơi nội cùng có vợ con quyến thuộc là cung điện của Bồ Tát vì thành tựu chúng sinh đồng hạnh thuở xưa. Các vị Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ cung điện, những gì là 10? Đó là: một, Bồ Đề Tâm là cung điện của Bồ Tát vì luôn chẳng quên mất Bồ Đề Tâm mình đã phát ra. 2. Thập thiện, chẳng sát sinh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói hai lưỡi, chẳng chửi mắng, chẳng tham sẻn, chẳng sân hận, chẳng ngu si, nghiệp đạo. Phước đức trí huệ là cung điện của Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh cõi dục. 3. Bốn phạm trụ thiền định, trời tứ thiện cõi sắc là cung điện của Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh cõi sắc. 4. Sinh vào cõi trời tịnh cư, trời ngũ bát hoàn là cung điện của Bồ Tát vì tất cả phiền não chẳng nhiễm. 5. Sinh vào cõi vô sắc là cung điện của Bồ Tát, chúng sinh cõi vô sắc chẳng có dục niệm, chẳng có hình tướng, chỉ có thức, khiến các chúng sinh lìa khỏi nơi tám nạn. Tám nạn là nạn địa ngục, nạn ngạ quỷ, nạn súc sinh, nạn bắc câu lưu châu, nạn trời trường thọ, nạn đuôi mù cầm điếc, nạn thế trí biện thông, nạn trước Phật sau Phật. Chúng sinh trong tám nạn này, nạn chẳng gặp Phật, nạn chẳng nghe Pháp, nạn chẳng thấy Tăng. 6. Sinh vào thế giới tạp nhiễm là cung điện của Bồ Tát, tức là thế giới chẳng thanh tịnh,
ngũ dục hoành hành, khiến cho con người điên đảo. Bồ Tát hay khiến tất cả chúng sinh phá vô minh, dứt phiền não. 7. Thị hiện nơi nội cung có vợ con thê thiếp, có lục thân quyến thuộc, là cung điện của Bồ Tát, vì thành tựu chúng sinh đồng hạnh thuở xưa, khiến cho họ phát Bồ Đề tâm. Hiện ở ngôi truyền Luân Hộ Thế Thích Phạm, là cung điện của Bồ Tát, vì điều phục tự tại tâm chúng sinh. Trụ tại tất cả Bồ Tát hạnh, du hí thần thông, đều được tự tại là cung điện của Bồ Tát, vì kéo du hí các thiền giải thoát tam muội trí huệ. Được tất cả chư Phật thọ ký vô thượng tự tại nhất thiết trí vương quán đảnh, là cung điện của Bồ Tát, vì trụ trang nghiêm của đấng thập lực làm tất cả việc của đấng pháp vương tự tại, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được pháp quán đảnh nơi thần lực tự tại của tất cả thế gian. 8. Hiện ở ngôi chuyển luân thánh vương, kim ngân đồng thiết bốn luân vương, hoặc làm hộ thế tứ thiên vương, trời đế thích, đại phạm thiên, là cung điện của Bồ Tát, vì điều phục tự tại tâm chúng sinh có thể đến ba cõi để giáo hóa chúng sinh. 9. Trụ tại tất cả Bồ Tát hạnh du hí thần thông đều được tự tại là cung điện của Bồ Tát, vì khéo du hí các thiền, tứ thiền bát định, tất cả giải thoát, tất cả tam muội, tất cả trí huệ. 10. Được tất cả chư Phật thọ ký vô thượng tự tại nhất thiết trí vương quán đảnh là cung điện của Bồ Tát, vì trụ trang nghiêm của đấng thập lực làm tất cả việc của đấng pháp vương tự tại, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đạt được pháp quán đảnh nơi thần lực tự tại của tất cả thế gian. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ ưa thích. Những gì là 10? Đó là thích chánh niệm vì tâm chẳng tán loạn, thích trí huệ vì phân biệt các pháp, thích đi đến chỗ của tất cả chư Phật vì nghe pháp không nhàm chán, thích chư Phật vì đầy khắp mười phương vô biên bờ mé, thích Bồ Tát tự tại vì các chúng sinh dùng vô lượng môn mà hiện thân, thích các môn tam muội vì nơi một môn tam muội và tất cả môn tam muội, thích Đà La Ni vì trì pháp chẳng quên truyền thọ chúng sinh, thích vô ngại biện tài vì nơi mỗi cầu vần trải qua bất khả thuyết kiếp phân biệt diễn nói không cùng tận, thích thành chánh giác vì tất cả chúng sinh dùng vô lượng môn thị hiện nơi thân thành chánh giác, thích chuyển bánh xe pháp vì diệt trừ tất cả pháp đạo khác, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được pháp ưa thích vô thượng của tất cả chư Phật Như Lai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ ưa thích. Những gì là 10? Đó là 1. Bồ Tát thích chánh niệm vì tâm chẳng tán loạn, chẳng khởi vọng tưởng, chẳng có tư tưởng bất chánh. 2. Bồ Tát thích trí huệ vì có trí huệ mới phân biệt được thật tướng của các pháp. 3. Bồ Tát thích đi đến đạo tràng của tất cả chư Phật để lắng nghe chư Phật thuyết pháp, chẳng có khi nào nhàm chán. 4. Bồ Tát thích chư Phật vì đầy khắp mười phương vô biên bờ mé thế giới. 5. Bồ Tát thích tự tại của tất cả Bồ Tát vì giáo hóa chúng sinh dùng vô lượng pháp môn mà thị hiện thân thuyết pháp. 6. Bồ Tát thích các môn tam muội vì nơi một môn tam muội và tất cả môn tam muội. 7. Bồ Tát thích Đà La Ni vì hay thọ trì pháp mà chẳng quên mất, lại có thể truyền thọ cho tất cả chúng sinh. 8. Bồ Tát thích vô ngại biện tài vì nơi mỗi văn tự hoặc mỗi cầu kinh trải qua bất khả thuyết kiếp vì chúng sinh phân biệt diễn nói không có khi nào cùng tận. 9. Bồ Tát thích thành chánh giác vì tất cả chúng sinh dùng vô lượng pháp môn thì hiện thành thân Phật. 10. Bồ Tát thích chuyển bánh xe pháp vì diệt trừ tất cả pháp của thiền mà ngoại đạo, đó là 10 pháp ưa thích của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được pháp ưa thích vô thượng của tất cả chư Phật Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp trang nghiêm. Những gì là 10? Đó là lực trang nghiêm vì không thể phá hoại, vô ý trang nghiêm vì không thể hàng phục, nghĩa trang nghiêm vì nói bất khả thuyết, nghĩa vô cùng tận, pháp trang nghiêm vì có 84.000 pháp tụ, quán sát diễn nói không quên mất, nguyện trang nghiêm vì tất cả Bồ Tát phát hoàng thệ không thối chuyển, hạnh trang nghiêm vì tu hạnh phổ hiền mà thoát khỏi, cõi trang nghiêm vì dùng tất cả cõi làm một cõi, phổ âm trang nghiêm vì mưa phá vũ khắp cùng tất cả thế giới chư Phật, lực trì trang nghiêm vì trong tất cả kiếp tu hành vô số hạnh không đoạn tuyệt, biến hóa trang nghiêm vì nơi một thân chúng sinh thể hiện đồng số thân tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều được thấy biết cầu nhất thiết trí không thối chuyển, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này
thì sẽ được tất cả pháp trang nghiêm vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ trang nghiêm. Những gì là 10? Đó là: một, lực trang nghiêm vì như kim cang nên không thể phá hoại được. 2, vô ý trang nghiêm vì không có sức lực nào có thể hàng phục được. 3, nghĩa lý trang nghiêm vì nói bất khả thuyết nghĩa lý, không khi nào hết được. 4, pháp trang nghiêm vì có 84.000 pháp môn, quán sát diễn nói không khi nào quên mất. 5, thệ nguyện trang nghiêm vì tất cả Bồ Tát phát bốn hoàng thệ nguyện: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, không có thối chuyển nguyện đã phát ra. 6, đại hạnh trang nghiêm vì tu hành 10 đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền: một là lễ kính các đức Phật, hai là khen ngợi các Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển bánh xe pháp, bảy là thỉnh Phật ở lại đời, tám là thường theo Phật học, chín là luôn thuận chúng sinh, mười là khắp đều hồi hướng mà thoát ra khỏi ba cõi chấm dứt sinh tử. 7. Cõi trang nghiêm vì dùng tất cả cõi Phật làm một cõi Phật. 8. Phổ âm trang nghiêm vì mưa pha vũ khắp cùng mười phương tất cả thế giới chư Phật. 9. Lực trì trang nghiêm vì trong tất cả kiếp tu hành vô số vô lượng hạnh không khi nào đoạn tuyệt. 10. Biến hóa trang nghiêm vì nơi một thân chúng sinh thể hiện đồng số thân tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều biết được cảnh giới này, lại có thể thấy được cảnh giới này, cầu nhất thiết trí vĩnh viễn không thối chuyển Bồ Đề tâm. Đó là 10 pháp trang nghiêm của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được tất cả pháp trang nghiêm vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát phát 10 thứ tâm bất động. Những gì là 10? Đó là: đối với hết thầy tất cả, thầy đều xả bỏ được tâm bất động, suy ngẫm quan sát tất cả Phật pháp tâm bất động, nghĩ nhớ cúng dường tất cả chư Phật tâm bất động. Đối với tất cả chúng sinh, thể không não hại tâm bất động, khắp nhiếp chúng sinh không lựa người thân kẻ oán tâm bất động, cầu tất cả Phật pháp không có ngừng nghỉ tâm bất động, tất cả chúng sinh số đồng bất khả thuyết kiếp hành Bồ Tát hạnh, chẳng sinh nhàm mỏi cũng không thối chuyển tâm bất động, thành tựu có căn tin, tin không ô trược, tin thành tịnh, tin cực thanh tịnh, tin liệt cấu, tin sáng triệt, tin cung kính cúng dường tất cả chư Phật, tin chẳng thối chuyển, tin không hết được, tin không thể hoại, tin đại hoan hỷ hớn hở tâm bất động, thành tựu sinh ra nhất thiết trí phương tiện đạo tâm bất động, nghe pháp tất cả Bồ Tát tu hành, tin thọ không phỉ báng tâm bất động. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được nhất thiết trí tâm bất động vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát phát 10 thứ tâm bất động. Những gì là 10? Đó là: một, đối với hết thảy tất cả nội tài, đầu mắt tủy não và ngoại tài, đất nước vợ con của mình, thảy đều xả bỏ bố thí cho người cần dùng mà tâm bất động, chẳng có xảy ra hiện tượng xả bỏ chẳng được, xả bỏ rồi cũng chẳng hối tiếc. 2. Suy ngẫm tất cả Phật pháp, quán sát tất cả Phật pháp mà tâm bất động, tuyệt đối chẳng khởi những vọng tưởng khác. 3. Nghĩ nhớ tất cả chư Phật, cúng dường tất cả chư Phật mà tâm bất động, chuyên tâm nghĩ nhớ, thành tâm cúng dường, tuyệt đối không nghĩ gì khác. 4. Đối với tất cả chúng sinh, thệ nguyện không não hại mà tâm bất động, chẳng giống như chúng ta tu đạo nhiều năm mà vẫn không có công phu nhẫn nhục, hôm nay nổi giận người này mà lại đánh người kia, chuyên môn não hại chúng sinh. 5. Khóc nhiếp trí tất cả chúng sinh, không lựa chọn người này là oán thù của tôi, người kia là thân nhân của tôi thì độ họ. Bồ Tát kẻ oán người thân đều bình đẳng, chẳng có phân biệt, cho nên tâm bất động. 6. Vì cầu tất cả Phật pháp nên không có ngừng nghỉ, dũng mãnh tinh tấn, tâm bất động. 7. Tất cả chúng sinh số lượng đồng với bất khả thuyết kiếp, tu hành hạnh của Bồ Tát tu, chẳng sinh tâm nhà mỏi, cũng chẳng sinh tâm thối chuyển, nên tâm bất động. 8. Thành tựu có căn tin, tin không ô trược, tin thành tịnh, tin cực thanh tịnh, tin lìa cấu, tin sáng triệt, tin cung kính cúng dường tất cả chư Phật, tin chẳng thối chuyển, tin không hết được, tin không thể hoại, tin đại hoan hỷ hớn hở sinh ra nhiều tâm tin như vậy nên tâm bất động. 9. Thành tựu phương tiện đạo sinh ra nhất thiết trí tâm bất động. 10. Nghe pháp môn của tất cả Bồ Tát tu hành, tin thọ phụng hành, tuyệt đối không phỉ báng tam bảo nên tâm bất động. Đó là 10 pháp tâm bất động của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được nhất thiết tâm bất động vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 tâm
Sâu lớn không xả bỏ. Những gì là 10? Đó là tâm sâu lớn chẳng xả bỏ thành tựu viên mãn tất cả Phật Bồ Đề. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ chẳng dứt giống tánh của tất cả chư Phật. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ gần gũi tất cả thiện tri thức. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ cúng dường tất cả chư Phật. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ chuyên cầu tất cả công đức pháp đại thừa. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ phạm hạnh của tất cả chư Phật tu hành hộ trì tịnh giới. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ gần gũi tất cả Bồ Tát. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ phương tiện hộ trì cầu tất cả Phật pháp. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ viên mãn tất cả Bồ Tát hạnh nguyện tích tập tất cả Phật pháp. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ không xả bỏ tất cả Phật pháp. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 tâm sâu lớn không xả bỏ. Những gì là 10? Đó là một tâm sâu lớn chẳng xả bỏ thành tựu viên mãn tất cả Phật Bồ Đề. 2. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. 3. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ chẳng dứt giống tánh của tất cả chư Phật. 4. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ gần gũi tất cả thiện trí thức. 5. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ cúng dường tất cả chư Phật. 6. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ chuyên cầu tất cả công đức pháp đại thừa. 7. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ phạm hạnh của tất cả chư Phật tu hành hộ trì tịnh giới. 8. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ gần gũi tất cả Bồ Tát. 9. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ phương tiện hộ trì cầu tất cả Phật pháp. 10. Tâm sâu lớn chẳng xả bỏ viên mãn tất cả Bồ Tát hạnh nguyện tích tập tất cả Phật pháp. Đó là 10 tâm sâu lớn. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ không xả bỏ tất cả Phật pháp. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 trí huệ quán sát. Những gì là 10? Đó là trí huệ quán sát khéo léo phân biệt nói tất cả pháp. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả các lành ba đời. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả các Bồ Tát hạnh tự tại biến hóa. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả các môn pháp nghĩa. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả chư Phật oai lực. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả môn Đà La Ni. Trí huệ quán sát đối với tất cả thế giới gấp nói chánh pháp. Trí huệ quán sát vào tất cả pháp giới. Trí huệ quán sát biết tất cả 10 phương không thể nghĩ bàn. Trí huệ quán sát biết tất cả Phật pháp, trí huệ quang minh không có chướng ngại. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được đại trí huệ quán sát vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 trí huệ quán sát. Những gì là 10? Đó là một trí huệ quán sát khéo léo phân biệt nói tất cả pháp. 2. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả các lành ba đời. 3. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả các Bồ Tát hạnh tự tại biến hóa. 4. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả các môn pháp nghĩa. 5. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả chư Phật oai lực. 6. Trí huệ quán sát biết rõ tất cả môn Đà La Ni. 7. Trí huệ quán sát đối với tất cả thế giới khắp nói chánh pháp. 8. Trí huệ quán sát vào tất cả pháp giới. 9. Trí huệ quán sát biết tất cả 10 phương không thể nghĩ bàn. 10. Trí huệ quán sát biết tất cả Phật pháp, trí huệ quang minh không có chướng ngại. Đó là 10 trí huệ quán sát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được đại trí huệ quán sát vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ nói pháp. Những gì là 10? Đó là nói tất cả pháp đều từ duyên khởi, nói tất cả pháp thảy đều như huyễn, nói tất cả pháp không chống trái, nói tất cả pháp không có bờ mé, nói tất cả pháp không chỗ y trì, nói tất cả pháp giống như kim cang, nói tất cả pháp thảy đều như như, nói tất cả pháp thảy đều tịch tĩnh, nói tất cả pháp thảy đều thoát khỏi, nói tất cả pháp đều trụ một nghĩa, bổn tánh thành tựu, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ khéo léo nói tất cả pháp. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ nói pháp. Những gì là 10? Đó là một, nói tất cả pháp đều từ duyên khởi, do đó có câu: các pháp tự duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Phật Tà Đại Sa Môn thường hay nói như vậy. 2. Nói tất cả pháp thể đều như huyễn, như hóa, chẳng chân thật, cho nên đừng chấp trước vào. 3. Nói tất cả pháp không chống trái, chẳng có tranh luận. 4. Nói tất cả pháp không có bờ mé, chẳng có số lượng. 5. Nói tất cả pháp không chỗ ý chỉ. 6. Nói tất cả pháp kiên cố và sắc bén, giống như kim cang. 7. Nói tất cả pháp đều là trí huệ như như, cảnh giới như như, tức cũng là như như bất động. 8. Nói tất cả pháp thảy đều là tịch tĩnh, do đó có câu: các pháp từ xưa nay,
thượng tự tướng tịch diệt, không thể dùng lời nói. 9. Nói tất cả pháp thầy đều là pháp thoát khỏi ba cõi, tức cũng là pháp chấm dứt sinh tử. 10. Nói tất cả pháp đều là đệ nhất nghĩa, vốn có Phật tánh thành tựu, đó là 10 pháp. Nói pháp của Bồ Tát, nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ khéo léo nói tất cả pháp. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là thâm tầm thanh tịnh, dứt nghi thanh tịnh, lìa thấy thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh, cầu nhất thiết trí thanh tịnh, biện tài thanh tịnh, vô ý thanh tịnh, trụ nơi trí thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, thọ tất cả luật nghi thanh tịnh của Bồ Tát, đầy đủ thành tựu vô thượng Bồ Đề, 32 tướng, trăm phước, pháp trắng tịnh, tất cả các lành thanh tịnh, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ được tất cả pháp thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là 1. Thâm tâm Bồ Tát ý niệm đã ngừng, chẳng khởi vọng tưởng, luôn luôn thành tịnh. 2. Bồ Tát hay dứt trừ tất cả nghi hoặc, sinh tất cả tâm tin, luôn luôn thành tịnh. 3. Bồ Tát lìa khỏi tất cả tà kiến, sinh ra tất cả chánh kiến, luôn luôn thành tịnh. 4. Bồ Tát hay tu tất cả cảnh giới, chuyển được tất cả cảnh giới, luôn luôn thành tịnh. 5. Bồ Tát cầu nhất thiết trí huệ, hiểu được nhất thiết trí huệ, luôn luôn thành tịnh. 6. Bồ Tát có 4 biện tải vô ngại, tức là pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện, luôn luôn thành tịnh. 7. Bồ Tát có 4 vô úy, tức là tổng chỉ vô úy, biết căn vô úy, quyết nghi vô úy, đáp nạn vô úy, luôn luôn thành tịnh. 8. Bồ Tát trụ nơi bậc trí thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, luôn luôn thành tịnh. 9. Bồ Tát thọ luật nghi thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, luôn luôn thành tịnh. 10. Bồ Tát đầy đủ thành tựu vô thượng Bồ Đề, có 32 tướng trăm phước trang nghiêm, pháp trắng thanh tịnh, tất cả các lành luôn luôn thanh tịnh. Đó là 10 pháp thanh tịnh của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ được tất cả pháp thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ ấn. Những gì là 10? Đó là Đại Bồ Tát biết khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, chuyên cầu Phật Pháp chẳng sinh giải đãi. Hành Bồ Tát hạnh không có mệt mỏi, chẳng kinh hãi, chẳng khiếp sợ, chẳng xả bỏ đại nguyện, cầu nhất thiết trí, kiên cố bất thối. Rốt ráo An Đậu Đà La tam hiệu tam bồ đề, đó là ấn thứ nhất. Đại Bồ Tát thấy có chúng sinh ngu si cuồng loạn, hoặc dùng lời ác thô lỗ mà hủy nhục, hoặc dùng đao gậy ngói đá mà làm tổn hại, chọn không vì cảnh giới đó mà xả bỏ tâm Bồ Tát, luôn nhẫn nhục nhu hòa, truyền tù Phật Pháp, chủ đạo tối thắng và bậc lìa sinh, đó là ấn thứ hai. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ ấn. Ấn là dùng trí huệ thanh tịnh quyết định ấn khả tất cả pháp. Những gì là 10? Đó là 1. Đại Bồ Tát biết khổ khổ, tức là khổ trong khổ, giống như có người chẳng có cơm ăn, chẳng có áo mặc, chẳng có nhà ở, có thể nói là khổ lại thêm khổ. Tại sao lại như vậy? Vì trong quá khứ đã tự hủy báng tam bảo, chẳng tin Phật Pháp, đọa lạc trong địa ngục chịu khổ, thọ khổ xong rồi, tuy nhiên được tái sinh làm người, nhưng nghiệp báo sợ cảm sáu căn không đủ, làm người hạ tiện. Bồ Tát lại biết hoại khổ, tức là khổ của người giàu có, đang giàu sang phú quý biến thành hoại không, đó cũng là khổ, giống như vàng bạc châu báu bị người khác trộm cắp, hoặc bị bọn cướp cướp lấy, hoặc bị lửa lớn thiêu sạch, hoặc bị nước lớn ngập chìm, làm cho tất cả tài sản tổn thất hết sạch, hoặc làm ăn bị tai nạn. Bồ Tát lại biết hành khổ, tức là con người từ trẻ rồi lớn lên, trung niên rồi già đi, già rồi chết đi, niệm niệm trôi qua không ngừng, tuy chẳng có khổ của người nghèo, chẳng có khổ của người giàu, nhưng có hành khổ. Trong một đời bận rộn tối ngày, khi chết rồi hai bàn tay trắng mà đi, chỉ có nghiệp của mình tạo ra, nó sẽ đi theo mình thọ sinh trong luân hồi sáu nẻo. Trong nghiệp lành thì sinh về cõi lành, trong nghiệp ác thì đoạn vào địa ngục. Đó là lược nói về ba khổ. Còn có tám khổ và vô lượng khổ. Bồ Tát biết đủ thứ khổ, cho nên chuyên tâm để cầu Phật Pháp, dũng mãnh tinh tấn, chẳng sinh tâm giải đãi. Tu hành hạnh môn của Bồ Tát tu, tức là lục độ vạn hạnh, bất cứ lúc nào, cảnh giới gì, tuyệt đối không có lười biếng, không có tâm lý mệt mỏi, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Bồ Tát có định lực, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng khiếp, chẳng sợ, chẳng xả bỏ đại nguyện của mình đã phát. Cầu nhất thiết trí, kiên cố trí nguyện, không thối truyền. Rốt ráo chứng được An Đậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, đó là tầm pháp ấn thứ nhất. 2. Đại Bồ Tát thấy có chúng sinh ngu si cuồng loạn, hoặc dùng lời ác thổ lỗ,
đủ thứ lời nói thậm tệ để mắng chửi Bồ Tát, hoặc phỉ báng Bồ Tát, hoặc hủy nhục Bồ Tát, hoặc dùng đao gậy, hoặc dùng ngói đá để làm tổn hại Bồ Tát. Bồ Tát sẽ không vì những cảnh giới đó mà xả bỏ tâm Bồ Tát, giống như hai vị hành giả Tam Bộ Nhất Bái, thầy Hằng Thật và Hằng Triều, thường bị người đi đường dùng rượu uống say rồi đánh, dùng lời ác để mắng chửi, nhưng hai vị vẫn như như bất động, vẫn tiếp tục hành trình, bị cảnh giới, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển. Họ có tinh thần kiên nhẫn bất khuất, khắc phục được mọi gian nan và nguy hiểm, cuối cùng hoàn thành trí nguyện, bình an ba bước một lại đến vạn Phật Thánh Thành. Bồ Tát luôn nhẫn nhục nhu hòa, chuyên tâm tu học Phật Pháp, trụ tại đạo tối thắng, và bậc lìa khỏi sinh tử, đó là tâm pháp ấn thứ hai. Đại Bồ Tát nghe nói Phật Pháp thâm sâu tương ứng với nhất thiết trí, hay dùng trí của mình tinh sâu nhẫn nại, hiểu rõ hướng vào, đó là ấn thứ ba. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi phát tâm thâm sâu, cầu nhất thiết trí, tôi sẽ thành Phật, đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tất cả chúng sinh lưu chuyển trong năm cõi, thọ vô lượng khổ, cũng sẽ khiến cho họ phát Bồ Đề tâm, tin sâu hoàn hỷ, siêng tu tỉnh tấn, kiên cố bất thối chuyển, đó là ấn thứ tư. 3. Đại Bồ Tát nghe nói Phật Pháp thâm sâu vì diệu tương ứng với nhất thiết trí huệ, hay dùng trí huệ của mình tin sâu nhẫn nại, hiểu rõ pháp môn này, hướng vào pháp môn này, đó là tâm pháp ấn thứ ba. 4. Đại Bồ Tát lại nghĩ như vậy, tôi nên phát tâm sâu lớn cầu nhất thiết trí, tôi sẽ thành Phật, đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tất cả chúng sinh lưu chuyển trong năm cõi, cõi người Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, thọ vô lượng, vô biên khổ. Tôi cũng sẽ khiến cho họ phát Bồ Đề tâm, tin sâu Phật Pháp, hoàn hỷ Phật Pháp, siêng tu tỉnh tấn, kiên cố bất thối chuyển, đó là tâm pháp ấn thứ tư. Đại Bồ Tát biết trí huệ Như Lai không có bờ mé, không thể nào dò lường được trí huệ Như Lai. Bồ Tát đã từng ở chỗ vô lượng chư Phật, nghe trí huệ Như Lai không có bờ mé nên không thể dò lường được. Tất cả văn tự lời nói thế gian đều có giới hạn, đều không thể biết được trí huệ Như Lai, đó là ấn thứ năm. Đại Bồ Tát nơi A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề được sự ưa thích tối thắng, sự ưa thích thâm sâu, sự ưa thích rộng, sự ưa thích lớn, sự ưa thích đủ thứ, sự ưa thích không gì hơn được, sự ưa thích vô thượng, sự ưa thích kiên cố, sự ưa thích chúng mang ngoại đạo và quyến thuộc của chúng không thể nào phá hoại được, sự ưa thích cầu nhất thiết trí không thối chuyển, sự ưa thích Bồ Tát trụ như vậy nơi vô thượng Bồ Đề rốt ráo không thối chuyển, đó là ấn thứ sáu. 5. Đại Bồ Tát biết trí huệ của Như Lai không có bờ mé, không thể nào dò lường được trí huệ của Như Lai. Bồ Tát đã từng ở trong đạo tràng của vô lượng chư Phật, lắng nghe trí huệ Như Lai không có bờ mé nên không thể dò lường được. Tất cả văn tự lời nói của thế gian đều có giới hạn, đều không thể nào biết được trí huệ của Như Lai, đó là tâm pháp ấn thứ năm. 6. Đại Bồ Tát đối với A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề đang được sự ưa thích tối thắng, sự ưa thích rất thâm sâu, sự ưa thích rất rộng, sự ưa thích rất lớn, sự ưa thích đủ thứ, sự ưa thích không gì hơn được, sự ưa thích vô thượng, sự ưa thích kiên cố, sự ưa thích chúng mang ngoại đạo và quyến thuộc của chúng không thể nào phá hoại được, sự ưa thích cầu nhất thiết trí không thối chuyển, sự ưa thích Bồ Tát trụ như vậy nơi vô thượng Bồ Đề rốt ráo không thối chuyển, đó là tâm pháp ấn thứ sáu. Đại Bồ Tát hành Bồ Tát hạnh chẳng màng thân mạng, không ai trở ngại phá hoại được, vì phát tâm hướng về nhất thiết trí, vì tánh nhất thiết trí thường hiện tiền, vì đắc được trí huệ quang minh của tất cả chư Phật, chọn không bỏ lìa Phật Bồ Đề, chọn không bỏ lìa thiện tri thức, đó là ấn thứ bảy. Đại Bồ Tát nếu thấy người nam tốt, người nữ tốt hướng về đại thừa, thì khiến cho họ tăng trưởng tâm cầu Phật Pháp, khiến cho họ an trụ tất cả căn lành, khiến cho họ nhấp lấy tâm nhất thiết trí, khiến cho họ chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề, đó là ấn thứ tám. 7. Đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát hạnh chẳng màng thân mạng của mình, dù chết cũng không sợ, không có năng lực nào có thể trở ngại phá hoại được Bồ Đề tâm đó. Bồ Tát phát tâm vì hướng về tánh nhất thiết trí, vì tánh nhất thiết trí thực hiện tiền trong tâm của Bồ Tát, vì đắc được trí huệ quang minh của tất cả chư Phật, chọn không sinh tâm bỏ lìa Phật Bồ Đề, cũng không sinh tâm bỏ lìa thiện trí thức, đó là tâm pháp ấn thứ 7. 8. Đại Bồ Tát nếu thấy người nam tốt và người nữ tốt hướng về đại thừa, thì khiến cho họ tụ Phật Pháp đại thừa, khiến cho họ tăng trưởng tâm cầu Phật Pháp, khiến cho họ an ổn trụ nơi tất cả căn lành,
khiến cho họ nhấp lấy tâm nhất thiết trí, khiến cho họ chẳng thối chuyển tâm vô thượng Bồ Đề. Đó là tâm pháp ấn thứ 8. Đại Bồ Tát khiến cho tất cả chúng sinh được tâm bình đẳng, quyền khiến cho họ xin tu đạo nhất thiết trí. Dùng tâm đại bi mà vì họ thuyết pháp, khiến cho họ vĩnh viễn chẳng thối chuyển A Nậu Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề. Đó là ấn thứ 9. Đại Bồ Tát đồng một căn lành với chư Phật ba đời, chẳng thức giống tánh tất cả chư Phật, do giáo đến được trí nhất thiết trí. Đó là ấn thứ 10. Phật tử, đó là 10 thứ ấn của Đại Bồ Tát. Bồ Tát nhờ đó mà sớm thành A Nậu Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề, đầy đủ tất cả pháp trí ấn vô thượng của Như Lai. 9. Đại Bồ Tát khiến cho tất cả chúng sinh đắc được tâm bình đẳng, khuyên khiến cho tất cả chúng sinh xiền tổ đạo nhất thiết trí huệ, dùng tâm đại bi mà vì tất cả chúng sinh diễn nói diệu pháp, khiến cho họ vĩnh viễn chẳng thối chuyển A Nậu Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề. Đó là tâm pháp ấn thứ 9. 10. Đại Bồ Tát đồng một căn lành với 10 phương tất cả chư Phật ba đời, chẳng dứt hẳn giống tánh tất cả chư Phật, do giáo đến được trí huệ nhất thiết trí. Đó là tâm pháp ấn thứ 10. Phật tử, đó là 10 thứ ấn của Đại Bồ Tát. Bồ Tát nhờ đó mà sớm thành A Nậu Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề, đầy đủ tất cả pháp trí ấn vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 trí quang chiếu. Những gì là 10? Đó là trí quang chiếu biết chắc sẽ thành A Nậu Đa La Tam Miệng Tam Bồ Đề, trí quang chiếu thấy tất cả chư Phật, trí quang chiếu thấy tất cả chúng sinh chết đây sinh kia, trí quang chiếu hiểu tất cả pháp môn tu Đa La, trí quang chiếu y chỉ thiện tri thức phát Bồ Đề tâm tích tập các căn lành, trí quang chiếu thị hiện tất cả chư Phật, trí quang chiếu giáo hóa tất cả chúng sinh đều khiến cho họ an trụ bậc Như Lai, trí quang chiếu diễn nói pháp môn rộng lớn không thể nghĩ bàn, trí quang chiếu khéo léo biết rõ tất cả thần thông oai lực của chư Phật, trí quang chiếu đầy đủ tất cả các ba la mật, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được trí quang chiếu vô thượng của tất cả chư Phật. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 trí quang chiếu. Những gì là 10? Đó là 1. Bồ Tát có trí quang chiếu biết được chắc chắn sẽ thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 2. Bồ Tát có trí quang chiếu thấy được tất cả chư Phật. 3. Bồ Tát có trí quang chiếu thấy tất cả chúng sinh chết ở đây lại sinh ở kia. 4. Bồ Tát có trí quang chiếu hiểu tất cả pháp môn tu Đa La kinh điển. 5. Bồ Tát có trí quang chiếu y chỉ thiện trí thức phát Bồ Đề tâm tích tập các căn lành. 6. Bồ Tát có trí quang chiếu thể hiện tất cả chư Phật. 7. Bồ Tát có trí quang chiếu giáo hóa tất cả chúng sinh đều khiến cho họ an trụ bậc Như Lai. 8. Bồ Tát có trí quang chiếu diễn nói pháp môn rộng lớn không thể nghĩ bàn. 9. Bồ Tát có trí quang chiếu khéo léo biết rõ tất cả thần thông oai lực của chư Phật. 10. Bồ Tát có trí quang chiếu đầy đủ tất cả các ba la mật. Đó là 10 pháp trí quang chiếu của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đạt được trí quang chiếu vô thượng của tất cả chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 vô đẳng trụ, tất cả chúng sinh thành phần độc giác đều không bằng được. Những gì là 10? Đó là Đại Bồ Tát tùy quán thật tế mà không thủ chứng, vì tất cả thệ nguyện đã phát chưa thành tựu viên mãn, đó là vô đẳng trụ thứ nhất. Đại Bồ Tát gieo trồng tất cả căn lành trong pháp giới mà ở trong đó không có sự chấp trước, đó là vô đẳng trụ thứ hai. Đại Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh đều biết là như hóa, vì tất cả các pháp đều tịch diệt mà nơi Phật pháp chẳng sinh nghi hoặc, đó là vô đẳng trụ thứ ba. Đại Bồ Tát tùy lìa hết thảy vọng tưởng thế gian mà hay tăng ý nơi bất khả thuyết kiếp, tu Bồ Tát hạnh đầy đủ đại nguyện chọn ở trong đó không khỏi tâm nhàm mỏi, đó là vô đẳng trụ thứ tư. Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không có chấp trước, vì tánh của tất cả pháp là tịch diệt mà không chứng niết bàn. Tại sao? Vì đạo nhất thiết trí chưa thành tựu viên mãn, đó là vô đẳng trụ thứ năm. Các vị Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 vô đẳng trụ, tất cả chúng sinh thanh văn độc giác đều không thể sánh bằng được. Những gì là 10? Đó là 1. Đại Bồ Tát tuy quan sát lý thể thật tế mà không thủ chứng niết bàn. Tại sao? Vì tất cả đại nguyện đã phát ra chưa thành tựu viên mãn, đó là pháp vô đẳng trụ thứ nhất. 2. Đại Bồ Tát gieo trồng tất cả căn lành trong pháp giới, tuy có nhiều căn lành như thế mà ở trong đó không có sự chấp trước, đó là pháp vô đẳng trụ thứ hai. 3. Đại Bồ Tát tu Bồ Tát hạnh đều biết là như huyễn như hóa, vì hết thảy tất cả các pháp tịch diệt mà đối với Phật pháp chẳng sinh nghi hoặc, đó là pháp vô đẳng trụ thứ ba.
Bốn, Đại Bồ Tát tuy lìa hết thảy vọng tưởng thế gian mà hay tác ý, quán sát trong bất khả thuyết kiếp, tu hành Bồ Tát hạnh, đầy đủ đại nguyện đã phát ra, tròn ở trong đó không khởi tâm nhằm, chán, mỏi, mệt, đó là pháp vô đẳng trụ thứ tư. Năm, Đại Bồ Tát đối với tất cả pháp không có chấp trước, vì tánh của tất cả pháp là tịch diệt, nên không thủ chứng niết bàn. Tại sao? Vì đạo nhất thiết trí chưa thành tựu viên mãn, đó là pháp vô đẳng trụ thứ năm. Đại Bồ Tát biết tất cả kiếp đều chẳng phải kiếp, mà chân thật nói tất cả kiếp số, đó là vô đẳng trụ thứ sáu. Đại Bồ Tát biết tất cả pháp đều không chỗ làm, mà chẳng xả bỏ làm đạo cầu các Phật pháp, đó là vô đẳng trụ thứ bảy. Đại Bồ Tát biết ba cõi duy tâm, ba đời duy tâm mà biết rõ tâm đó vô lượng vô biên, đó là vô đẳng trụ thứ tám. Đại Bồ Tát vì tất cả chúng sinh nơi bất khả thuyết kiếp hành Bồ Tát hạnh, muốn khiến cho họ an trụ bậc nhất thiết trí, nhưng vì một chúng sinh, vì tất cả chúng sinh cũng đều như vậy mà chẳng sinh tâm nhàm mỏi, đó là vô đẳng trụ thứ chín. Đại Bồ Tát tùy tu hành viên mãn mà chẳng chứng Bồ Đề. Tại sao? Vì Bồ Tát nghĩ như vậy, những việc làm của tôi vốn đều vì chúng sinh, bởi vậy tôi nên ở lâu nơi sinh tử, phương tiện lợi ích đều khiến cho họ an trụ Phật đạo vô thượng, đó là vô đẳng trụ thứ 10. Phật tử, đó là 10 vô đẳng trụ của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đạt được đại trí tất cả Phật pháp vô đẳng trụ vô thượng. 6. Đại Bồ Tát biết tất cả kiếp đều chẳng phải kiếp, không nền chấp trước, tuy chẳng có kiếp nhưng chân thật nói số lượng của tất cả kiếp, đó là pháp vô đẳng trụ thứ 6. 7. Đại Bồ Tát biết tất cả pháp đều không có kẻ làm, nhưng chẳng xả bỏ làm đạo cầu các Phật pháp, đó là pháp vô đẳng trụ thứ 7. 8. Đại Bồ Tát biết đạo lý ba cõi duy tâm, ba đời duy tâm, nhưng biết rõ tâm đó vô lượng vô biên, đó là pháp vô đẳng trụ thứ 8. 9. Đại Bồ Tát vì tất cả chúng sinh ở trong bất khả thuyết kiếp hành Bồ Tát hạnh, muốn khiến cho tất cả chúng sinh an trụ bậc nhất thiết trí, như vì một chúng sinh, vì tất cả chúng sinh cũng đều như vậy mà chẳng sinh tâm nhàm mỏi, đó là pháp vô đẳng trụ thứ 9. 10. Đại Bồ Tát tùy tu hành đến trình độ viên mãn nhưng chẳng chứng Bồ Đề. Tại sao? Vì Bồ Tát nghĩ như vậy, những việc làm của tôi vốn là vì tất cả chúng sinh, bởi vậy tôi nên ở lâu trong sinh tử, làm đồng nghiệp với chúng sinh, phương tiện lợi ích tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ an trụ Phật đạo vô thượng, đó là pháp vô đẳng trụ thứ 10. Các vị Phật tử, đó là 10 pháp vô đẳng trụ của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại trí tất cả Phật pháp vô đẳng trụ vô thượng. Hết tập 19.